Một trời một vực xét soi tất nhiên phải đáng tìm tòi học thêm. Thật tiên mới hiểu bên thềm thái tử từ ta bước em lên đường. Đại tiên thành thật khiêm nhường thái tử thành đạo nhớ thương tôi cùng. Nếu dùng chân pháp độ chúng độ cho tôi trước tổ cùng rất mong. Thái tử liền đáp thành xong giữ lời hứa đổ cùng ông hiện thời. Nói xong thái tử đi thôi đến nơi núi khác để rồi tìm ra. Tiên ông ca lan hiền hòa hai người đàm luận thật là rất lâu. Nhưng rồi trước cũng như sau, vì này cũng chẳng giúp thâu được gì. Thái tử từ ta ra đi đến nhiều nơi khác để vì dẫn thêm. Phần sáu năm khổ hành, ngồi trên đệm cỏ rất êm, cây cao đá lớn lại thêm sông dài. Chim rừng ca hát ban mai, tình yên canh vật chẳng ai nơi này. Thái tử tự nghĩ như về phát hành tinh tấn nơi này sáu năm. Độ cho những kẻ đã lầm rất là cần khổ bao năm tháng dài. Tư thiền thực hiện không nài đêm từng hơi thở mà ngài phải chuyên. Chuyên cho tâm ý chẳng nghiêng vô tưởng bất niệm chẳng liền với tâm. Hiện ra cảnh nọ để lâm đặng ngài khai quá ai lầm thế gian. Cõi trời ngoại đạo mỗi đàn tỏ bài tội phúc thế gian tận tường. Phá ngay học thuyết sai đường chết rồi là hết không dương lại gì. Hữu thường lấy chấp đều ni, con người khi chết tức thì lại sanh. Cũng là người cũ đó thành vật chết, sanh vật không rành đạo điên. Rằng không tội phúc tự nhiên tất, phần phúc báo hiện tiền chúng sanh. Có nhân có quả phân minh, sáu năm cần khổ hết mình khó khăn. Mỗi ngày một hột gạo ăn hiện thành thân nghi các căn vẹn toàn. Ngày lên một tảng đá mòn ngồi trên xếp nếp an toàn quay nghi. Không đi chẳng nói năng gì, nắng sương mưa gió mặt chi chẳng màng.
xuân qua thu lại hè sang đông tàn cứ dân hiên ngang vững ngồi. Rằng không đại tiểu ôi thôi, mưa xa gió táp cứ ngồi nghiêm nhiên. Mắt ngài không chớp để yên, ngồi không động cửa suốt liền sáu năm. Trên cây chim chóc phóng nhầm, làm nhớ thân thể âm thầm gian nan. Chí tâm khổ hạnh đôi màng, nhọc nhằn nắng cháy mưa chán chẳng nài. Dầu bao nghi hiểm đắng cay, tịnh tâm mặc tưởng bao ngày thâm sâu. Quanh năm suốt tháng đêm thâu, khó khăn cực khổ dài dầu sớm trưa. Duyên trần các nghiệp dứt chừa, thân tâm thanh tình nắng mưa hoàng gì. Quyết tâm hành đạo tu trì, thân đã mòn mỏi da thì bọc xương. Bốn mùa dài gió dầm sương, ai xem cũng thấy xót thương lệ nhòa. Long thiên cám cảnh xót xa, Bồ Tát hành đạo thật là chí cao. Khó khăn cực khổ biết bao, bền tâm ngại chẳng hề nao núng gì. Long thiên thấy vậy tức thì, luôn luôn hầu hạ những khi thấy cần. Phần đêm lương hỗ trợ, thái tử cực khổ muôn phần, kiều trần như nhóm thấy cần phải khuyên. Trong lòng cảm cảnh không yên, bèn sai người dối trước tiên dễ trào. Quốc sư thông báo hay nào, thái tử khổ hành tu sao quá chừng. Ngày đêm ngồi tại trong rừng, ngồi luôn bất động không ngừng nghỉ ngơi. Quốc sư bèn có đôi lời, trình lên vua biết hiện thời xảy ra. Vua nghe trong dạ xót xa, lòng đau như cắt hơn là kim châm. Thái tử lìa bỏ tình thâm, bỏ ngôi vương bao tháng năm trong rừng. Tu hành cực khổ quá chừng, vua than bạc phước chưa từng có ai. Sợ rằng thái tử một mái than, rồi ngài giải tìm sai hai bà. Ba xa ba đề với là công chúa gia vua Đà La đến cùng. Luận bàn tính việc lo chung, phán ngài quyết định trong cung xong thời. Ngài kêu xa nặc lên rồi bảo rằng xa nặc tức thời chờ ngay.
500 xe lương tiếp tay dài cho ông ở lại ngày luôn đêm. Lo bề con cháu ấm êm đặng cho thái tử được thêm đỡ phần. Xa nạc dân lệnh thánh quân xe lương chờ đến trình dân lên ngài. Đoàn xe chở đến quá dài đến 500 chiếc mà ngài vừa nôm. Chất đầy vật thực như non, nhưng ngài đâu có dùng cơm cháu gì. Thái tử đáp lại cấp kỳ trái lòng cha mẹ ta vì thanh cao. Bỏ ngôi vương bao lại trào đến đây tầm đạo làm sao thọ dùng. Quá nhiều lương soạn này chung dạy người cứ trở về cũng chưa cần. Thái tử không nhận khẩu phần ta tìm người để chẳng bằng nó đi. Xe cho về trả tức thì còn ta ở lại chỗ ni hầu ngài. Phần cô gái dân sửa trải qua bao tháng năm dài thời gian thâm thoát miệt mài sáu năm. Đã lâu rồng rã sơn lâm thái tử thân thể khó cầm giữ lâu. Xương da dinh sát vào nhau thân hình tiều tủy mắt sâu thục vào. Ai nhìn cũng ứa lệ trào thái tử tự nghĩ làm sao bây giờ. Thân gậy nếu để trơ vơ mai này chứng đạo bơ phờ được sao. Sợ rằng ngoại đạo cao ráo hành ta đói khát thì làm sao vẹn toàn. Đó là nhân của niết bàn ta tu khổ hạnh vội vàng được chi. Hành thân hoại thể ít gì uổng thải lao khổ hành trì nhọc công. Gầm suy đạo lý chưa thông tình ra đã sáu năm ròng trải qua. Xét ta nếu mãi thấy mà dù ta đắc đạo quá ra đạo gầy. Âu là đổi lại từ đây tí ta gầy ôm sức này lại tăng. Khác nào tráng sĩ vạn năng chiến trường đã thắng dẹp băng não phiền. Lòng ta tĩnh lặng an nhiên thắng xong hoàn cảnh đau điên thế trần. Sen thơm sắp nở đã gần lấy thân chứng đạo ta cần thực thi. Độ sinh hùng lực đại bi ta nên ăn uống giải y đạo thường. Việc gì cũng phải nương nương suy cùng tính kỹ lấy phương nào rời. Đến sông ni liên ngại ngồi sông dài các tranh núi đồi đẹp thay.
có hai cô gái hôm nay, bà la tên gọi người ngay thật thà. Cùng cô tên gọi nàng đà chăn bò gần đó thật là được may. Tình cư thiên đến cho hay, hai cô muốn có phúc thay được nhiều. Bồ Tát tầm đạo cao siêu sắp thành chánh giác đủ điều quý thay. Hiện ngài ngồi ở phía tây ni liền sông lớn gần đây mắt nàng. Hiện nay ngài thọ cúng vàng phúc đầy vô lượng muôn ngàn nếu dân. Hai cô vội vã ân cần vui mừng hớn hở được dân sữa rồi. Dắt bò đi tâm thành thơi dần lên dắt sữa sông đùng sôi lẻ làng. Đến khi nâu chính hoàn toàn tới nơi quỳ gối vội vàng dâng lên. Với lòng thành kính ở trên, thái tử nhận lấy để bên mình ngài. Phát lời thể nguyện tâm khai, mười phương chư Phật Như Lai hộ trì. Quyết tâm chân lý tường tri đạo cao chí cả, cũng vì tự sanh. Lòng thành cảm ứng hiển linh hoại thần Phật lực chứng minh nguyện này. Ngày sau công quả đủ đầy tế nhân độ vật làm thầy thế gian. Chúng sanh giải thoát hoàn toàn tuyên dương chánh pháp rỡ ràng cao siêu. Còn người dân cũng được điều đời đời thọ lành thêm nhiều thức ăn. Bản thân hùng tráng vạn năng sống lâu không bệnh khó khăn không còn. Thức ăn thì được thơm ngon từ bi hỷ xả tâm hồn sáng trong. Còn tôi ăn món này xong nguyện cho khỏe mạnh vì lòng độ sinh. Bổ sung khí lực anh minh thân thêm tráng kiện thông minh rỡ ràng. Phần đi tâm ven sông lốm đốm hoa vàng gió đưa mây trắng vắt ngang lưng trời. Bờ sông cát trắng ngày ngồi sáu năm khổ hạnh áo đời tả tơi. Vậy ta phải đổi áo rồi tâm mau phận tạo này thời đã lâu. Nay đã rách cổ sờn bâu địa thần biết được bèn câu lên cùng. Hư không thần ở trên vùng thích chủng thái tử bỏ cung xa nhà. Ngôi vương lìa chẳng thiết tha sáu năm khổ hạnh rừng già thảm thương. Áo đà rách nát phong sương chắc ngài vất bỏ lại nương rừng già.
rừng Thi Đà đẹp lắm thay, vô cùng hân hạnh nhận ngay áo ngài. Hư không thần biết thật tài tâu lên đây, thích ngài hay sự tình truyền rao lên mãi muôn nghìn. A Ca Ni Ca thiên đình mới thôi, Bồ Tát cầm áo đi rồi tìm nơi để giặt áo thời đã dơ. Thiên thần quá hiện gần bờ duyên, trong xanh đẹp nên thơ giữa rừng. Đế Thích nhìn thấy vui mừng, qua ngay hòn đá sát chân giếng rồi. Bồ Tát đem mau đến nơi, ngài ngồi tan đá giặt thời ở trên. Đế Thích ngài hiện hình lên, kính thưa Bồ Tát ngài nên nghĩ liền. Xin ngài con giặt thay phiên, Bồ Tát không chịu cam phiền để tôi. Ý ngài muốn để sao rồi, các tỳ kheo giặt đồ thôi để dùng. Không cho thế tục thay cùng ngài, làm việc đó vì chúng sau này. Nhớ giặt rồi ngài xuống tắm ngay. Ma Vương thấy vậy quá bài thần thông, phá người chôn tranh tấm lòng. Chớ trêu quá hiển bờ sông cao vời, đến khi ngài tắm xong rồi, muốn lên nhìn thấy bờ ôi lạ lùng. Cao sao như vực sâu cùng, làm cho Bồ Tát khó dùng được lên. Nhờ cây cổ thụ lớn trên, A Tư Na vốn gọi tên cây này. Thọ thần dội víu xuống ngay, Bồ Tát nương đó theo rài để lên. Bồ Tát vừa bước lên trên, chư thiên liền xuống cánh bên sông này, cùng chung lấy nước vui vầy. Đem về thiên giới để thay nhau dùng, hoa tung hoa thơm xuống khắp vùng. Cúng dường Bồ Tát sẽ vô cùng ngưỡng mong. Các loài thủy tộc dưới sông, uống ngay nước nọ khi sông mãn rồi, được sanh lên các cõi trời. Chỗ nào có mặt ngài thời lợi thay, phần ông trời dân ao. Tình cư thiên thấy dịp may, là ông vô câu quan này có tâm. Cà sa áo vội tay cầm, từ trên thiên giới giáng lâm xuống trần. Thỉnh cầu Bồ Tát ân nhân, áo cà sa đẹp kính dân hậu ngài. Trong lòng ngưỡng mộ kính tài, cúng vàng ngài nhẫn để xài góp công. Ngài bèn mặc áo vào sông, bỏ áo phấn tạo tại trong rừng này. Từ từ đến cội cây, ông thần tụ lạc bảo này thiện sinh.
cô mau sửa soạn trái nghinh cúng vàng Bồ Tát được vinh dự tròn. Phúc này vô lượng như non, cô liền hoan hỷ lo toan về nhà. Bát vàng đựng cháu đem ra nhủ mi cháu nóng thật là thơm ngon. Xin Ngài nhận lấy cho con với lòng kính trọng sắc son cúng dường. Ni liên cà gia tên nàng dưới dòng sông nọ vội vàng mang lên. Kính dân tòa cụ sang bền với lòng ngưỡng mộ người lên cúng dường. Ngồi trên thảm quý nhẹ nhàng Ngài dùng cháu nọ lại càng khỏe ra. Phục hồi sức khỏe hơn xa ăn xong giấc bát nọ là xuống sông. Bát trôi lơ lửng giữa dòng Long Dương đỡ lấy có công đem về. Đế Thích Ngài cũng chẳng nề biển kim si điệu bay rề xuống ngay. Long cung cướp lại bát này đem về thiên giới Ngài xây tháp liền. Bát vàng được để vào nguyên đang làm kỷ niệm phúc duyên cúng dường. Cũng do phúc đức vô vàng huệ tâm Bồ Tát lại càng cao sâu. Đây là điểm rất nhiệm màu tướng thân thái từ trước sau đạt thành. Một hình hài đẹp tinh anh bảo điềm thành đạo tốt lành dung nhan. 32 tướng châu toàn 80 vẻ đẹp điện quang sáng ngời. Hào quang quá hiển tuyệt vời phóng ra chói loại đất trời thế gian. Đừng lên đến bộ đề tràn chứng ngồi chánh giác thì rỡ ràng thâm sâu. Khi Ngài đi khỏi chẳng lâu với lòng thành kính mong cầu thiết tha. Muốn cầu phúc báo nên bà Long Phi liền vội đi ra chỗ ngồi. Lấy ngay tâm tỏa đây rồi về cũng xây dựng một ngôi tháp vàng. Phần tới tràn Bồ Đề, Bồ Tát đến Bồ Đề tràn ông thần phong vũ vội vàng đã lo. Một cơn mưa lớn thật to dội đi sạch sẽ để cho Ngài ngồi. Nước thôn đã dậy lên rồi đón chờ Bồ Tát đến ngồi lên trên. Hào quang sáng rực bốn bên vô biên quốc độ rạng lên sáng ngời. Bồ Tát an tọa đã rồi rất nhiều thiên tử lại thời hát ca. Hoa thơm ngào ngạt tung ra trên không rơi xuống đầy hoa cúng vàng. Nhìn xem cảnh sắc huy hoàng Bồ Tát khi an trụ lại càng oai nghi.
điểm lành ưng hiện linh trì vua trời đại phạm cho đi cáo rằng chư thiên có đấng vạn năng mặc lên giáp phục siêng năng tu trì đạt ba la mật diệu kỳ huệ tâm kiên cố việc gì cũng thông địa vị bồ tát đã xong trụ ngài bảo tàng di đồng như lai vượt qua ma cảnh trần ai viên thành giác ngộ kỳ tài cao hay tràn đầy thiện pháp trong tay được đại thần lực như lai hộ trì đến khi đắc quả được thì sẽ đi thuyết pháp độ vì chúng sanh bồ tát công đức cao thanh nhiều ối vô lượng đã đành bấy lâu tới tràng bồ đề nhiệm màu phục hàng mã oán rồi sao đến bờ vô thượng chánh giác đang chờ đạt thành chánh đẳng ngay cũng nhờ phúc duyên đến khi đắc quả diệu quyền bốn vô sở úy như nguyện ở tâm đủ mười lực đạt cao thâm bất cộng mười tám không lầm biết ngay nhờ công tu luyện sâu dày quay xe chánh pháp từ đây đổ toàn tiên như sư tử gọi đàn biến tài thuyết pháp đổ hàng muôn sinh bịch mồm ngoại đạo vô minh khua môi mua mép nếp mình đi thôi dân người đưa lạc hố khơi điệp đời dối lao để rồi dắt đi hố sâu hang hiểm lâm nguy muộn cho bổn nguyện thực thi viên thành pháp màu tử tại tình thanh thế gian vô trước lời danh chẳng cùng cùng như sen mọc trong bùn thoát trên mặt nước không cùng bùn nhớ để rồi qua một giấc mơ vô minh dẹp hết đi lên bờ giác ngay phần ông trời dân cò bồ tát ngài đến nơi này bồ đề tràng đó hôm nay đón ngài nhân thiên đều kính trọng tài những gì quy bao chẳng nài kính dân bồ tát suy nghĩ phân dân làm sao có một quy tòa cân xứng ngồi trang nghiêm miên tịnh thanh thơi tình tự thiên biết đến nơi thưa rằng kính thưa đại thanh con hằng thấy tòa ngồi trái làm bằng cỏ thơm các phật quá khứ đều đôm có này dùng lót sớm hôm để ngồi đến khi chân giác đạt rồi có còn tươi tốt các thời đều qua vậy giờ ai giúp cho ta các vua đế thích hóa ra một người thiên long cũng hóa ra trừ làm người cắt cỏ tươi cười cúng dân
hai tay cầm bó cỏ nâng với lòng ngưỡng mộ kính dâng lên ngài. Có hoa mềm nhũng thật dài như lông chim cổ làm đài thật êm, hương thơm ngào ngạt sông lên xây tòa ngồi đắng như mềm gấm hoa, mó vào như áo thi ca khi dùng lại chẳng xót xa bao giờ. Dầu chi ta cũng đã nhờ khi ta vừa muốn chẳng ngờ có ngay. Bồ Tát lại hỏi như vậy nhân giả vậy chứ tên nay là gì? Kính thưa Bồ Tát con thì các tường tên thật việc gì cũng hên. Bồ Tát thầm nghĩ việc trên ta cần việc tốt lành nên chưa lường. Gặp người tên gọi các tường điềm lành đưa đến con đường vẻ vang. Vô thượng chánh đẳng vinh quang hoàn thành chánh giác vẹn toàn ngôi đây. Nhân giả còn có nửa hay Bồ Tát dùng nửa con rài lấy thêm. Nói rồi đi cắt cỏ êm đem về kinh cẩn dâng lên ngài dùng. Ngài bèn cài lót vòng cung xếp tròn làm nệm đặng dùng thực thi. Bồ đề tàn lá xanh rì sum xê tươi mát oai nghi hành thiền. Đất trời chuyển động lên liền sáu lần chấn động khắp miền rền vang. Bồ Tát ngời ánh hào quang tìm ra chân lý đạo vàng độ sanh. Đắc thành đạo quả viên minh trở về bổn tánh chân linh tuyệt vời. Phần ngôi tòa Bồ Đề, tòa có Bồ Tát đang ngồi huệ tâm sáng suốt rạng ngời kim cương. Như muôn sư tử ba vương trí bi hùng lực bốn phương nể vì thiên ma ngoại đạo tức thì. Làm cho hàng phục để quy hướng về hướng đâm phát một lời thề nếu không đắc đạo Bồ Đề hôm nay. Dầu cho tan nát thân này quyết không đứng dậy ở đây muôn đời. Đến đêm phương quảng chứng rồi thần thông du huy đi thời bốn phương. Trí huệ sang suốt kim cương thủ lặng nghiêm định tâm dương tỏa ngời. Trọn đầy đức tướng tuyệt vời quang minh phóng đại chiếu ngời mười phương. Thiên nhân khiên được âm tường địa ngục ngã quỷ diêm vương hiểu rành. Bồ Tát chứng quả cao thanh Bồ Đề sắp đạt viên thành từ đây. Phần ma vương kinh sợ bây giờ giữa trán liền ngay bạch hào Bồ Tát
không đầy hào quang. Ma vương cũng điện ở ngàn làm tiêu ánh sáng đó tan mờ liền. Thiên cung đang lúc ngủ yên, ma vương mộng thấy điềm phiền bất an. Hai mươi điềm ác rõ ràng, lâu đài cung điện đổ tan hết thời. Tự nhiên lửa cháy sáng ngời, vách tường nứt đổ xuống rồi tan quang. Trở thành ngôi sỏi ngổn ngang, mịt mù các bụi bích đàn lối đi. Giò sao bận thiểu lạ kỳ, ngựa voi gái cắn chim thì rụng lông. Viên khô nước cạn xuống rồng, cây cao gầy đổ xem trong đáng buồn. Bản thân nóng lạnh luôn luôn, mặt da vàng úa in tuồn bệnh gan. Hồng thời đau nhức khô khan, thở hơi hổn hển không an chút nào. Áo xiêm mũ đội bay rào, chúa thiên la khóc kêu gào thảm thương. Ma quân sợ hãi hết đường, ma con gào thét vô phương bông đào. Dân ma tan loạn kêu gào, tiêu tan khi giới biết bao nhiêu rồi. Xa lìa tả hữu mọi nơi, bạn bè thù oán để rồi hại nhau. Trận tuồng ngọc nữ trước sau, khóc than con gái xúm nhau kêu gào. Già non rồi rắm như bào, không vui sợ hãi quá nào đi thôi. Lời tiên không tốt đây rồi, bản thân không biết đó thời còn chi. Người người tụ tán biệt ly, không nơi an ổn được gì chẳng yên. Ma vương tình giấc mộng liền, xôn xoan tất giả chẳng yên chút nào. Bèn kêu tả hữu đi vào, truyền nhanh hàng họ cùng nhau lại bàn. Ta vừa mộng thấy hoang mang, những đêm mộng ác bàng hoàng lắm thay. Bây giờ phải tính sao đây, chẳng bao lâu nữa cung này đổ tan. Họ hàng tan ra bi quan, xứ này sẽ mất tan quan hết đường. Đây là điềm dữ thảm thương, đúng rồi đại phước kia tỏ tường giáng sanh. Ông bèn triệu tập lại nhanh, chữ thiên tam bộ đấu tranh đến cùng. Oai phong lẫm liệt anh hùng, ông bèn truyền lệnh tập trung cầm đầu. Nguyện nay có vị nhiệm màu, bồ đề hành đạo chẳng lâu đạt thành. Thích Ca là họ đúng danh, rằng người sắp đạt chứng thành hôm nay. Ta đem binh chung đến dây, đành ngại tiêu diệt được đây an lòng. Không nên để họ chứng xong, thế oai ta mất hết mong lợi quyền. Phần ma tuôn càng chân, ma duyên cũng lại mê tiếng tên là thương chủ cố tiếng chẳng làm.
bên cửa cha hiểu cho cam phụ dưỡng chữ giỏi mà làm việc cân. Oán thờ vốn việc không nên cửa cha Bồ Tát mẹ chân hân mình. Xin cha hãy nghĩ chút tình để rồi sao hối cha nhìn lại xem. Như con bé bầm con em biết chi mà lại tính đem nhiều lời. Con chưa biết sức cha rồi thần thông biến quá cha thời có dư. Thưa cha chẳng lẽ con ừ cha đã biết một con người thầm thánh. Thần thông phước đức tiếng tâm lực quái rộng lớn bao năm tu trì. Đại hùng đại lực đại bi xin cha nếu đến việc gì xảy ra. Ma dương quyết chẳng nghe qua tập trung bốn đội binh ra chiến trường. Binh dơi binh ngựa binh thường binh xa thần quỷ đường đường hiện ra. Trong ngàn vạn ức thiên ma muốn hình đáng sợ họ la vang trời. Tay cầm đao kim sáng ngời cung tên gậy sắt mang thời thiếu chi. Dài đồng búa tả thị quy mà dương đáp trước liền đi lấy đàn. Đồ tát tỉnh tòa trên tòa không hề sợ sệt nhìn ta tâm từ. Thân ngài bất đồng như như hào quang chiếu sáng khắp từ bốn phương. Trời lòa trên dưới không lường quân ma sợ hãi bốn phương chạy tràn. Ma dương đôi rơi mất hàng cố tình đánh bảo nhẹ nhàng bước lên. Miệng thời hô lớn tiếng lên hãy đừng sợ hãi mỗi bên tiếng đều. Bọn bay sao quá yếu xìu xem ta quái lực có nhiều trong tay. Hãy xem thần phép cao hay nhưng sao chẳng động chẳng lấy được. Ngày thâu binh bàn rút chảy dài vì vô hiệu quả chẳng ai nghe lời. Phần ma nữ dẻo Phật ma dương về lại chỗ rồi nắng lòng căm tức hiện thời bảo con. Cha đi việc đó hãy còn ba tuần phân nộ bảo con gái rằng. Các con mau xuống cạn ngăn sữa mau ăn mặc lố lăng để rồi các con hạ giới xuống đời. Thích chung đồng tử đang ngồi cội cây. Bồ đề tại đó còn đây gợi gây lòng dục việc này thử xem. Để rồi cả chị lần em nghe lời
cha bảo quyết đem ra dùng. Từ trên bay xuống đến cùng lòng điên và đảo tính dùng cây mưu. Cố tình hãm hại người tu treo ông ghẹo bướm tưởng đua được ngài. Lóa lộ thân thể ra này tung hoa lên khắp người ngài để treo. Buông lời tình dục bao yêu mong ngài nhìn mặt cố liều phá chơi. Nói cười ông bướm lạ lơi nhưng sao vẫn thấy ngài ngồi thản nhiên. Thể thân bất động tâm viên gương trong nước lặng đứng yên đó rồi. Sen trên mặt nước đây thời tu di vòi vội giữa trời nghiêm nhiên. Chúng đành phải chịu đứng yên đem lòng hổ thẹn cho riêng phận mình. Ngài liền giải bao hái nhìn các người đời trước tận tình có tu. Bây giờ sung sướng lắm ru được làm tiên nữ công phu cũng nhiều. Cớ sao ngươi chẳng biết điều hành làm vô lễ để liều với ta? Tại sao không niệm thân là vô thường quái diệt đó mà tu đi? Thân hình người đẹp đây thì nhưng lòng bất chánh cũng vì lũ bay. Kéo hùa nhau đến nơi đây cố làm ta loạn ý này phải không? Thật là nhớ nhớp thất công tuổi già hối bận đừng mong gác đời. Đi đi hết lũ cho rồi sao không ăn phận chốn trời thiên cung. Ở đây để chịu quả cùng nói rồi ngài chỉ tay chung cả đoàn. Tự nhiên hình thể héo mòn biến thành bà lão chẳng còn trẻ chi. Da mồi tóc bạc lá kỳ lưng gù sườn vái thật nguy quá rồi. Vô cùng xấu hổ đi thôi hè nhau tẩu thoát tìm nơi bông đào. Phần ma quân cử chiên thấy con thất bại chảy rào mà dương thấy vậy xiết bao căm hờn. Nếu dùng sắc đẹp không hơn giờ ta chiến đấu rửa hờn chẳng thôi. Quyết tâm hàng phục cho rồi xa môn họ thích đây thời bấy lâu. Nhưng vì khủng bố biết đâu nếu ta phát đồng khơi sâu hận thù. Ý đồ chỉ biết chuyên tu chưa gây oán hận thâm thù với ai. Si mê tham vẫn không tài và không tranh chấp với ai mọi đường. Dịu dàng Bồ Tát tình thương phong thanh cho biết hiện lương tu trì. Đại hùng đại lực
đại bi thuần tâm an tịnh khác gì kim cương. Như như bất động chân thường lũ bay khó phá mọi đường gây oan. Dễ vì phá hoại tính toán mà Dương nghe nói lại càng nổi sân. Quyết đem dòng họ xa gần giả xóa la sát rần rần kéo sang. Đầu trâu mặt mưa ức ngàn quỷ thần rồng độc kéo tràn đến nơi. Làm nên sấm chớp gian trời hô phong quán vũ ôi thời thất kinh. Ma Vương cầm kiếm lên nhìn rằng ta chặt đứt cái thân hình người ra. Bồ Tát liền nói rằng ta giàu trăm vạn ức cái quân tà ngược xuôi. Đem toàn lực lượng của người cũng không động nổi bây giờ chiếc lông. Phương chi người chớ cầu mong chặt thân ta được đừng công việc này. Người làm chướng ngại ta thay làm ta không chứng đạo hay bồ đề. Nếu không hãy kéo đi về ta không rời gốc bồ đề này đâu. Ma Vương bèn nói lại sao thái tử tất kỳ đạt ngồi lâu chỗ này. Hãy mau đứng dậy đi ngay nếu không ta vất xuống rài biển khơi. Bồ Tát bèn đáp lại lời ta xem trên thế gian rồi chẳng ai là người đủ sức có tài dứt ta xuống biển nói dai làm gì. Ba tuần kiếp trước ngươi thì cũng xuyên tu đạo trụ trì chùa kia. Hết lòng kinh kể sớm khuya thọ ngày tám giới chẳng lìa giới thân. Cùng dường trai giới ân cần vị bích chi Phật một lần bát cơm. Cùng nhờ phúc mây nở đôm như hoa kia đẹp hương thơm tuyệt vời. Rồi sanh lên được trên trời nay làm đại chủ cõi trời lục thiên. Còn ta vô lượng vô biên cúng dường chư Phật chư thiên rất nhiều. Thanh văn duyên giác đủ điều Phật không tính sẽ số nhiều nào phân. Ba tuần bước lại bên gần nói ta khi trước ân cần có tu. Một ngày tám giới công phu cúng dường vị Phật cho dù có thai. Vậy ai làm chính việc này ngài bèn chỉ xuống đất ngay tức thì. Đất kia rung động sáu hồi ông thần thổ địa phải rời nhảy lên. Cúi đầu làm lễ một bên lũ con làm chứng việc trên hoàn toàn. Ba tuần hỏi chứng ngày gian nay đã biết rõ mỗi đàn chớ chi trước
khi muốn giúp ta thì cái bình tĩnh thủy thử đi xem nào. Nếu người dứt được đi cao là ta để dứt đi vào biển khơi, mà dương tám vạn ức người trọn dùng thần lực để rồi bu quanh, nhưng không dứt được cho thành rã tan đào tấu chạy nhanh bông đào. Ma vương kinh hãi té nhào nằm lặn ra đất biết nào đông tây. Dần nghe tiếng nói vàng về việc cho bằng hết lũ này ma quân. Phần con ma vương sám hối, từ lâu con đã nhắc chừng cha con mê mũi chẳng dừng đấu tranh. Con đã nghe tiếng biết danh Bồ Tát là đấng trọn lành trước sau, cúi đầu làm lễ mong cầu con xin sám hối trước sau cha làm. Con là trai lớn trưởng nam tục danh thương chủ chẳng làm theo cha, mong rằng Bồ Tát bỏ qua từ bi hỷ xả cho cha con nhờ. Bởi không trí tuệ mê mờ phàm phu chẳng khác bé khờ trẻ con, tôi đã lớn trọng như non đã làm náo loạn lại còn sân si, kéo hùa nhau đến chúng ni chống kinh Bồ Tát cũng vì tánh tham. Con đà trang gián không làm lấy tâm trung chánh luận đàm với cha, nhưng rồi ông cứ bỏ qua thần thông pháp thuật dầu là nhiều đi, cũng đành hàng phục bái quỳ cha con thần phép có gì cao siêu. Cuối sinh Bồ Tát lượng nhiều con nguyện thánh tử được điều chánh tâm. Vô thượng chánh đẳng cao thâm viên minh chánh giác thầm thâm vẹn toàn. Vua trời đại phạm hân quang chư thiên vô số giáng lâm đầy trời. Cùng vua đê thích đang thời nhìn xem Bồ Tát đang ngồi màn mang. Vui mừng đồng nói lời ra ngợi khen hay lắm thật là khó thay. Tiếng khen thoảng gió tung bay vang lên khắp cả xa dài bốn phương. Thiên hoa rải xuống cúng dường chư thiên trôi nhạc bốn phương vang trời. Chiên đàn hương đốt lên rồi trải lên Bồ Tát đang ngồi hàng mang. Một lòng kính lễ thiết tha khen thay thánh giả tài ba đát thành. Vô thượng chánh đẳng an lành với cùng chánh giác tình thanh sâu dày. Thượng chủ đảnh lễ chấp tay tán xưng Bồ Tát về ngay thiên đình. Phần Bồ Tát hàng ma, ma vương tâm trở lại bình. Bồ Tát liền hỏi người kình chống ta,
các người ở tận phương xa, còn ta tầm đạo thiết tha chúng này. Bồ đề tịch tinh nơi đây, các người kéo đến bủa vây ta rồi, gây bao thù oán không ngơi, tạo thành ác nghiệp muôn đời khó tan. Rằng không lòng thiện tâm vàng dứt đi ác nghiệp buộc ràng sân si, gây thù chuốc oán làm chi mong người hoan hỷ bỏ đi hiển hòa. Dầu ngươi tâm ghét thù ta, muốn ta khuất phục rời xa chốn này, ta nguyện bền vững hôm nay, dầu cho nát thịt tan thấy chẳng màng. Nếu không chứng được đạo vàng, thề không đứng dậy đôi hàng tỏ phân. Phần thành đặng chân giác, việt ma ngài đã an phần, lên ngồi chân giác tốt tầng Như Lai. Kiến lập đại pháp tràng đài, độ thoát ba cõi trần ai được nhờ. Bồ đề yên lặng đợi chờ, tứ thiền thực hiện bây giờ cho xem. Tranh này thực hiện để kèm, cho người hậu học nói xem tu hành. Tạo ý thanh tịnh cho thành được, như đúng vậy có danh nhất thiền. Yên tịnh thụ nhất tâm chuyên, nhập hỷ tâm đắc là viên nhĩ thiền. Xa hỷ tâm được hiển tiền, chánh niệm đủ lạc căn liền bước lên. Tam thiền đắc quả ở trên, trừ khổ lạc tịnh niệm nên phải hành. Nhập xả căn mới đẳng thành, vắng lặng tịch mắt vào nhanh tứ thiền. Vô vi độ thế đạo điên, xả trừ ác hạnh phúc điền tình thanh. Nộ dâm si dứt an lành, tự sanh ra khỏi vô sanh hoàn toàn. Chúng căn sẽ đoạn dễ dàng, không còn trầm cây mỏi đàn viên thâm. Huệ tâm sang suốt gương trong, đắc thành đạo quả tâm thâm nhiễm màu. Ngày rằm tháng chạp canh đầu, trăng tròn tỏ rạng đêm thâu sáng ngời. Ngàn sao lấp lánh khắp nơi, ngài đã vào đỉnh thanh thới dễ dàng. Muôn trùng sáng rực hào quang, chân như thị hiển vét màn vô minh, bài khai trí huệ tâm linh. Tỏ thông xét biết sự tình, mười phương chánh tà phân tỏ hai đường. Nhìn xa thấy rõ tận tường thế gian, biết bao thống khổ gian nan, xả mê tỏ suốt muôn ngàn căn duyên. Hòa đồng tự tánh vô biên, rõ thông ý sự đạo điên luân hồi. Tự sanh sanh tự đổi dời, chung quy kết cuộc có rồi hoàn không.
nay thời trí huệ tỏ thông sao mai xuất hiện trong lòng trời xanh. Quyết nhiên đại ngộ duyên thành chân như diệu dũng tinh anh đạo màu. Lên ngôi chân giác thâm sâu đạt mười thập lực nhiễm màu cao xa. Bốn vô sở ủy dung hòa bất cộng mười tám phép là đạt chung. Đạt nhất thiết trí hoài hùng chân tâm màu nhiệm ung dung đạt thành. Xét xem sự lý rõ rành mặt trời trí huệ tinh anh hiện bài. Niết bàn cõi ấy lành thay, vì là vô tướng nào ai hán tường. Phàm phu tâm địa bất lương làm sao tỏ ngộ vô thường ngã nhân. Thất tình lục dục tham sân ta nay đắc quả giải phân tỏ bài. Nhãn tàn diệu pháp cao hay thường quán tịch chiếu lành thai diệu quyền. Nhân nào quả nấy tùy duyên sau đường ba cõi đau điên rõ ràng. Sống hay chết ngủ mơ màng sớm sanh chiều tử con đàn biệt ly. Tay ta tỏ ngộ tường trí hiểu thông tâm cảnh viết gì chẳng sai. Bình minh lo vạn ban mai suốt thông tam giới mãi mãi chẳng lầm. Trở về bổn giác chân tâm tánh đã tỏ tánh như cầm minh châu. Thật là màu nhiệm cao sâu thầm thâm di diệu đạo màu bao la. Chỉ như nhật nguyệt chan hòa hào quang ngũ sắc chiếu xa muôn trùng. Chân như thị hiện khắp cùng linh quang phổ chiếu tâm trung hiện bài. Huệ đăng tỏa rạng lành thay dùng gươm trí huệ phá ngay thành sầu. Sống mê bể khổ rầm sâu nương thuyền bát nhã nhiễm màu thoát qua. Tâm khai tỏa ngộ chan hòa hòa đồng bán tánh tại ba đạt thành. Nhiên đăng vị Phật chánh danh ngài đã thọ ký viết rành trước đây. Cho rằng muôn kiếp sau này ta thành chánh giác hiểu này như sau. Thích Ca Mâu Ni nhiễm màu giờ đây đúng vậy Việt Âu cũng là. Nay đã nhớ lại kiếp xa trước kia đạo đức hiền hòa đã tu. Nhân từ hiếu nghĩa công phu chánh trung tính lễ chẳng lưu hành trì. Đại hùng đại lực đại bi thực hành lục độ kiên trì bền lâu. Cùng tử vô lượng tâm màu từ bi hỷ xả làm đầu đổ sanh. Tứ ân đền đáp thâm tình chúng sanh yêu quý coi nhìn như con. Kính thờ chư Phật vuông tròn tu hành nhiều kiếp đi hoàn toàn trước sau. Dùng lời không nói hết đâu dầu cho có kể bao lâu chẳng vừa.
phần chư thiên khen mừng. Vua trời dục giới rất ưa, các ngài thấy Phật thời vừa ý ngay. Thần thông biên qua rất hay, tỏ thông cùng tận ngày nay đặng thành. Nguyện lực đầy đủ an lành, ma dương hàng phục sớm nhanh qua rồi. Lòng nhân vô cực tuyệt vời, y dương chữa bệnh cho đời chúng sanh. Trên tòa sư tử quang minh, ma vương khủng bố chẳng kinh động gì. Áo lông không động chút chi, điều hòa tâm ý việc gì cũng thông. Viết trừ ba câu sạch trong, đạt thành ba trí thành công tuyệt vời. Vượt qua bốn bể sâu khơi, giúp cho ba cõi thành thới tu hành. Ý tâm thanh tịnh trong lành, xả trừ ác nghiệp vô sanh diệu kỳ. Tỳ khưu trừ bệnh ngu si, vượt qua sáu nẻo hành trì khó khăn. Nghe nhiều học rộng siêng năng, bờ kia đã đến bến ngăn đã về. Đắc thành vô thượng bồ đề, tình cư thiên tử tửu về rất đông. Ca di trời phạm cung đồng, mà cùng trời thiên phạm tinh thông tửu về. Trời quá tử tại lại kề, trời vô cứu lạc mến về đất đông. Cõi trời đâu xuất đà sông, già ma đau lợi nghiệp đồng đến ngay. Trời tứ thiên dương cõi này, hư không thần ở cung bay tửu về. Xung quanh sắp lại chinh tề, dân hoa hương đốt tung về Thế Tôn. Cúng dường tán thán xưng tôn, đọc lên bài kệ khen dồn Như Lai. Bền vững như kim cương, chỉ cương như sắt đá, dầu cho da cùng thịt. Xương tủy tan như bụi, nếu không thành Phật đạo, trên tòa sư tử này quyết định không đứng lên. Chính lời nhân sư tử, thị nguyện sức quay thần, chúng con nghe tới đây được rất nhiều thiện lời. Kính xin Đức Thế Tôn xoay tỏa lòng thành kinh, chúng con nghe tiếng Phật cùng nhau hộ Phật đạo. Phần thuyết kinh Hoa Nghiêm, Như Lai vừa chứng đạo thành, tại tràng tịch việc an lành như như. 41 vị tâm từ, pháp thân đại sĩ hiện trừ tu cao. Căn lành các vị dồi vào, thần thành đời trước mới vào đến đây. Trời rồng tám bộ đứng dây, xung quanh Đức Phật nơi đây đảo tràng. Như Lai liền hiện rõ ràng, Lô Xá Na Phật đăng đàn thuyết kinh. Hoa Nghiêm phương đẳng độ sinh, thuộc về Đốn Giáo Viên Minh Đạo Vàng. Hoa Nghiêm Đôn Giáo Diễn Đàn, tam thất chi nhật cho hàng thâm sâu.
diệu quyền hiện tánh nhiễm màu, cho hàng thiện trí ngõ hầu siêu sinh. Tối sơ thuyết giáo cao minh, hòa nghiêm viên đôn kết tinh đạo vàng. 39 phẩm rõ ràng, bái sư chính hội bước đàn đầu tiên. Bình minh mây lặng gió yên, mặt trời xuất hiện như viền gương trong. Núi cao được chiêu trước sông, rồi sau mặt đất và trong hang cùng. Ánh quang xoay rọi muôn trùng, chan hòa khắp chốn khắp cùng vực sâu. Như Lai xuất thể nhiễm màu, trước đổ Bồ Tát rồi sau đến hàng thanh văn duyên giác đôi đàn. Trở về giải thoát niết bàn tình thanh, chúng sanh đã có căn lành, tùy cơ thọ giáo dỗ dành khuyên tu. Sao hàng si tôi phạm ngu, chúng sanh đổ tất công phu vuông tròn. Như Lai đạo pháp hoàn toàn, chân như diệu hữu ánh vàng hiện ra. Nguyện đi khắp cõi ta bà, cứu nhân độ vật thoát qua tình đời. Trị bình khất thực khắp nơi, không chế sàn giá phú người giàu sang. Nghèo hèn quyền quý ngang hàng, thị thành làng mát thôn trang khắp cùng. Mong sao muôn loại đồng chung thái, đều giải thoát viên dung Bồ Đề. Quê hương cảnh cũ mau về, tìm phương cứu độ phá mê cho đời. Hòa nghiêm tạng giáo tuyệt vời, khai thị ngộ nhập biển khơi đảo màu. Phần chế đại thừa giới, Thế Tôn thuyết giới tự đầu dạy, cho chánh pháp ngõ hầu sửa tâm. Pháp màu diệu ly tinh tâm, thi hành giới luật chánh tâm kịp thời. Qua sen ngàn cảnh đang ngồi, đức Phật Lô Xá Na thời phóng quang. Quang minh chiếu sáng huy hoàng, bốn phương rạng chiếu hào quang sáng ngời. Thích Ca Đức Phật đổ đời, đài hoa ngàn cánh ngải ngồi tuyên dương. Tâm địa bảo giới kim cương, trước kia chư Phật đã thường thuyết minh. Gốc nguồn chư Phật vô sinh, Phật tâm chủng trí viên minh hoàn toàn. Chúng sinh tất cả rõ ràng, có đều Phật tính tình an hòa đồng. Nhưng vì tham dục cùm gông, vô minh che khuất nhiều vòng khó ra. Từ khi Đức Phật Thích Ca mới thành chánh giác, sông Đà chế ngay. Ba la đề mộc xoa này, đầu tiên chế giới giữ thái tu hành. Hiếu thuận cha mẹ đã đành, sư tăng tam bảo cung hành thuận theo. Hiếu là chí đạo cao nêu, giới ngăn luật cấm phải theo tuân hành. Phật phóng vô lượng quang lành, đại thừa giới luật rõ rành thuyết ra.
cũng vì đại chúng thiết tha bảo chư Bồ Tát chúng ta hộ trì. Nên nghe cho kỹ thực thi giới này tất cả nghiêm trì để tu. Phải đều gìn giữ công phu quốc dương tể tướng tỳ khưu cũng hành. Trăm quan dương tử có danh tỳ khưu ni cũng thực hành pháp đây. Phạm thiên mười tám cõi này sáu trời cõi dục cũng thay đó dùng. Thứ danh tất cả cũng tùng thổ trai gái điểm bằng cùng cùng chung. Quỳnh môn đưa ở nghèo cùng quỷ thành tám bộ cũng cùng đó thôi. Súc sinh hiểu tiếng người đời pháp sư truyền giới đọc lời thọ ngay. Cùng chư Phật tử hôm nay có mười vô tận tạng hay để hành. Sát sanh trộm cướp lưu manh phải nên trừ bỏ không lành lánh xa. Tà dâm ông bướm trăng qua biệt đời dối lâu bỏ ra cho rồi. Rượu đang ban uống hiện thời không nên mời ép xa rời bỏ đi. Bỏ luôn nói sâu cấp kỳ khen mình chế kẻ việc ni không làm. Tích tham quỷ hoại không cam không sân tự hối phải làm chính chuyên. Không chê tam bảo hiển tiền kính tôn thầy bạn ta liền phải dâng. 48 pháp này cần phá đi mọi giới không gần phải xa. Điều trên Phật tử chúng ta phải nên tôn trọng điều hòa tuân theo. Phần quan sát cây bồ đề cõi trời vô số mừng reo tung hô khen ngợi xuống theo bên ngài. Vì chữ thiên tử kính tài thế tôn còn ngự trên đại ngàn quan. Và trong suốt cả ngày qua ngài không đứng dậy để ra tòa này. Mắt ngài không chớp lạ thay, ngài đang quan sát lại cây bồ đề. Chư thiên kéo lại đứng kề rất nhiều thiên tử nhìn về thấy tôn. Món ăn ngài lấy dùng môn phép này thiền duyệt thấy tôn ngài dùng. Dục giới sắc giới lại cùng chư thiên đem lại đồ chúng cúng vàng. Tay bưng bình báo mâm vàng đựng đầy bình nước thơm ngàn thứ hoa. Một lòng kính lễ thiết tha thỉnh ngài tắm rửa khi ra chỗ ngồi. Thế tôn ngài đã nhận lời, các ông dân áo ngài phải nhận luôn. Trên không qua rưỡi như tuôn lửng lờ xa xuống in tuồng mưa rơi. Trầm hương sông tỏa lên trời cúng dường ca ngợi để rồi đứng bên. Chờ xem Đức Phật đứng lên ngài ra đi tắm gần bên châu ngồi. Chư thiên tề tửu nơi rồi khi ngài vừa tắm xong thời lấy ngay. Nước ngài vừa tắm lạ thai vuốt lên thân thể thì hay tuyết trần.
cảm thông đức quá muôn phần phát tâm tôi đạo chánh chân độ đời. Các ông thiên tử sao rồi thiên cung cầm bát về trời lá thay. Mùi thơm tỏa ngát hương say lần lần bất diệt cứ bay lạ lùng. Biết bao công đức đi muôn trùng sinh lòng quán hỷ ung dung mọi bề. Phát tâm tôi đạo bồ đề vô vàng công đức lợi về chư thiên. Phổ hoa thiên tử ông liền tinh sinh ngày giải trước tiên Phật đàn. Ngài trụ tám mũi dị ra ngồi lâu không động điều hòa thân tâm. Phật rằng ta luyện lâu năm hỷ diệt tám mũi làm tâm ta thuần. Món ăn định lực ta dùng bảy ngày đêm suốt chẳng từng đứng lên. Đoạn trừ gốc khổ an bền sanh già bệnh chết việc trên tận cùng. Vốn là vô thủy vô chung bảy ngày thứ nhất ta dùng để xem. Bảy ngày thứ hai đi kèm chung quanh cây nọ để đem trí nhìn. Đại thiên thế giới ba nghìn như đang thấy ở bên mình thành thơi. Bảy ngày thứ ba đây rồi bồ đề quan sát không ngơi nghĩ gì. Đoạn trừ sanh tử kiến tri. Giữa giờ phút đó ta thì giác ngay Phật thành giác ngộ hôm nay. Mấy lời ngươi hiểu viết này như trên. Phần long cung nhập đình hai ông long vương có tên Ca La ông vội đã lên thỉnh ngài. Một chân lân đà ông hai hai ông một ý thỉnh ngài về cung. Thiết tha đảnh lễ thưa cùng cúng dường chư Phật đã dùng trước đây. Ở nơi cung điện con này hôm nay con lại đến đây kính thành. Một lòng thính Phật sẽ dành chút thời gian ngắn rất nhanh xuống cùng. Xin ngài quan hỷ nhận chung hai con cầu phúc tại cung hiện thời. Mong ngài thương xót những lời do lòng thành khẩn kính mời của hai. Long cung ngài xuống không nay rồi ngồi nhập định bảy ngày bảy đêm. Thế rồi mưa gió chợt thêm bầu trời lạnh lẽo chẳng êm ấm gì. Nhà vua cùng cẩn thận quỳ dùng thân to lớn hộ trì Như Lai. Vây quanh ngóc bãi đầu dài làm hình cái tán che ngài ngồi trong. Thành tâm kính trọng góp công để ngài ấm áp ngồi trong cơn thiền. Long vương lại quá ra liền bà lá mông nọ để riêng bạch ngài. Kính thưa lại đức
Như Lai, chúng con chẳng dám làm sai việc lầm. Sợ làm loạn ý tình tâm, để ngài gia lạnh âm thầm hóa ra. Thân người to lớn đẩy đà che mưa chắn gió khỏi da đến cùng. Xin ngài hỷ xả khoan dung từ bi quan hỷ đến cùng các con. Đây là một tấm lòng son, Như Lai ngài giải muốn bòn phước lâu. Long Vương ông muốn làm đầu tam quy ngũ giới thọ mau bây giờ. An vui ông sẽ được nhờ vô vàng công đức sẽ chờ đón ông. Long Vương kinh cẩn cầu mong chúng con hân hạnh được đồng đến đây. Tuân lời giao quả chỉ bài lễ làm tất cả chung đây một lần. Tam quy ngũ giới rất cần quy y Phật bảo để gần Như Lai. Quy y Pháp bảo tâm khai, quy y tăng bảo tương lai sẽ thành. Cùng năm giới cấm trong lành trọn đời gìn giữ sát sanh không làm. Xa lìa trộm cướp gian tham tà dâm quá nguyệt không làm bỏ ngay. Không nên nói dối bịa bài và không uống rượu vì say mê mờ. Long cung thủy tế bây giờ hai người được đổ hợp cơ tu hành. Phép màu diệu dụng tinh anh giải đều chân lý tình thanh sáng ngời. Khai thông trí huệ cho đời hoằng khai chân đạo tuyệt vời nở hoa. Phần ngồi yên trong rừng Long cung vừa bước ra đi gặp ngài một vị trời xa giáng trần. Thần thông quay thế có phần toàn thân sáng rực chiếu gần chiếu xa. Khắp xoay rừng ni câu đà vừa trông thấy Phật ông đà chấp tay. Vội vàng quỳ xuống lễ ngài thưa cùng mà với Phật người nay tỏ lòng. Chẳng dê khi trước bên sông cúng dường dân sửa góp công qua rồi. Khi ngài khổ hạnh núi đồi chặt cây che lá khi trời nắng mưa. Cũng nhờ phước đức năm xưa sau khi con thác cũng vừa được may. Được sanh lên cõi trời ngay đau lợi cảnh giới đẹp phái huy hoàng. Thú vui tuyệt diệu thiên đàng lực quy phúc đức an nhàn nhờ ai. Phúc này cũng bởi Như Lai vô cùng sung sướng bởi ngài ban cho. Con vừa biết rõ nguyên do hôm nay bay xuống đến tòa năm xưa. Vui thay ngài cũng đã vừa đắc thành vị Phật thượng thừa quý thay. Con xin thương xót con rài trở về rừng cũ con đây cúng vàng.
một lần thêm nữa vô vàng những lời Phật nhẹ gót vàng đến nơi. Ni câu đà đẹp núi đồi kiết và dưới gốc cây ngồi an nhiên. Bởi ngày nhập định trong thiền lực còn giải thoát tâm điền an vui. Một lòng chánh niệm xong xuôi chánh trí tâm muội lạc vui xa thiền. Ngài khuyên thiên tử âm liền muốn mong hưởng phúc bình yên lâu dài, người nên thọ giới một vài. Tam quy ngũ giới chẳng nài quy y, thành tâm thọ giới nghiêm trì. Ông liền quỳ xuống thực thi nhận lời. Thế Tôn truyền giới cho rồi, về hàng thiên chúng ông người hữu duyên. Giới ưu bà tắc nhận liền, chữ thiên ông nhận trước tiên viết. Này pháp màu tế độ cao hay, phổ truyền giáo lý đủ đầy độ sanh, từ bi cứu khổ an lành. Khơi đèn trí huệ tinh anh diễn bài, phần bốn vua trời dân bác. Thế Tôn tự nghĩ như vậy, Như Lai quá khứ trước đây đã là, cũng đều dùng bát để ra. Món ăn dùng bát đựng mà được thôi. Khi Ngài vừa nghĩ xong rồi, Thiên Vương có bốn ông trời đến ngay. Bát vàng cầm ở nơi tay, dâng lên xin cúng Ngài ngay để dùng. Nhưng Ngài không nhận cho cùng, bốn ông dân tiếp bát dùng lại ngay. Bát này bằng bát đẹp thay, nhưng Ngài không nhận bát này nữa luôn. Bốn ông không nản không buồn, pha lê bốn bát còn luôn dân Ngài. Ngài thời cũng chẳng nhận này, bốn ông dân tiếp bát xài lưu ly. Ngài liền chẳng nhận bát ni, mà nào bốn bát hổ vì dâng lên. Ngài thời chẳng nhận bát trên, xa cử bốn bát dâng lên cấp kỳ. Ngài thời chẳng nhận nữa gì, bát kia đều quy hẹn chi không dùng. Tỳ xa môn bảo và ba cùng, trước đây tôi nhớ hình dung có trời sắc xanh lúc đó hay rồi. Bát dân bằng đá ngài thời nhận ngay. Thiên cung trở lại liền bay, lấy sông bốn bát ướp ngay qua liền. Qua thơm quý ở các miền, thiên cung mới có chỉ riêng qua này. Hương thơm im dịu thoáng bay, xong rồi bay xuống lại ngay thưa cùng. Bát kia thật bảo không dùng, con xin kính gửi ngài chung bát này. Xin ngài quan hỷ nhận ngài bát làm bằng đá này đây có rồi. Ân chim công đức muôn đời, kính dân ngài nhận được thời cho con.
thế công việc đó vuông tròn với niềm thành kính. Các con có lòng nếu ta chỉ nhận một trong, hiện còn bác lại ba ông sẽ buồn, thôi thì ta nhận cho luôn, để rồi cho sẽ không buồn sống sang. Bát đá nhưng tấm lòng vàng, bốn ông được nhận hân hoan kính thành. Thần thông ngài đã sẵn dành, làm cho hiệp lại chỉ thành một thôi. Phần hai lại buôn dân món ăn, sư Bắc Thiên Trúc đây rồi lại buồn hai bản hiện thời hay đi. Bạc Lê Gia các tên y với người bạn tốt cùng đi, tên là gọi thường đệ Lê Phú Bà. 500 xe tải kéo mà bằng trâu, qua rừng nhụ trập chưa lâu, trâu liền chẳng kéo ngừng sau khu rừng. Sơn lâm thần hiển nhắc chừng, trâu mà không kéo xin ngừng chớ đi. Hai ông có phước lạ kỳ, Phật Đà thành đạo hộ vì chúng sanh. Hai ông đang gặp điềm lành, muốn cầu phúc báo hải nhanh cúng vàng. Hai ông mừng rỡ vô vàng, mất đường hòa với gạo rang có lòng. Đến nơi đảnh lễ cầu mong, dâng lên Đức Phật đem lòng tỏ phân. Xin ngài thương xót chúng nhân, nhận cho con được chút ân món này. Ân tiêm công đức lắm thay, Phật ngài nhận lấy để ngài bác mình. Nâng lên chú nguyện tận tình ăn, rồi dạy bảo ai nhìn tương lai. Muốn cầu phúc báo lâu dài, an vui mãi mãi ngày mai đặng nhờ. Quy y tam bảo phụng thờ, thọ liền năm giới để nhờ lấy thân. Hôm nay con được đặt ân, Thế Tôn phán giải kinh dân phụng hành. Cúi đầu thọ giới an lành, tam quy ngũ giới kinh thành quy y. Sau khi thọ giới tu trì kinh, xin ngài chúc vật gì để cho Phật rằng lời nói hay ho, móng tay ít tóc ngài cho dặn rằng. Các ông lấy đó làm bằng, và thường tưởng đến như hằng thấy ta. Khi về đến tận quê nhà, liền xây bảo tháp hương hoa cúng dường. Thế gian diễm phúc vô vàng, kể ra trong số muôn ngàn chúng nhân. Hai người phúc đức muôn phần, Phật ngài đổ trước sẽ gần Như Lai. Sau khi báo vật được ngài cho, làm công đức ngày mai hết lòng. Vui mừng thỏa giả ước mong, chấp tay hữu nhiễu ba dòng lại đi. Phần vua trời khuyến thành, vua trời đại phạm liền khi 68 ức hộ trì người thân.
rủ nhau kéo lại đến gần Thế Tôn ít kiến gây nhân hiện thời. Đầu thành đánh lễ xong rồi kính thưa Đức Phật độ đời thế nhân. Cầu vô thượng giác độ trần đến nay thành tựu kim thân Phật Đà. Chúng con đồng đến thiết tha thỉnh Ngài thuyết pháp ta bà độ sanh. Khiến cho muôn loại an lành luân hồi sáu nẻo được nhanh trở về. Quy tâm hướng đạo Bồ Đề Phật Ngài liền nghĩ viết kề đến đây. Niết bàn tịch tịnh pháp này ta đã chứng được cao hay tuyệt vời. Nếu đem diễn thuyết ra lời chúng sanh chẳng hiểu viết thời lợi chi. Phàm phu mê chấp sân si chướng tham huệ thiểu khác gì núi cao. Dầu cho khuyên nhủ cách nào như câm như điếc làm sao hiểu liền. Si mê vật chất đảo điên như ngây như dài não phiền vô minh. Nên rồi canh tâm hết linh làm sao tường tận lý kinh nhiễm màu. Vô minh nhiều kiếp đã lâu nghiệp dày phước mộng hiểu đâu được nào. Tâm viên y mà trần lao đại thừa đốn giáo làm sao tỏ tường giác mê đốn tiệm khó lường. Lý sâu giáo rộng chân thường cao thâm. Chúng sanh canh tâm tối tâm mỹ ai thấu triệt suy tầm lý sâu. Chẳng lời nói chẳng sở cầu chẳng sanh chẳng diệt chẳng đầu chẳng đuôi. Ta nay cảm cảnh bụi mùi thôi đành nhập việc an vui niết bàn. Nói ra không hiểu rõ ràng lại thêm quỷ bán quả mang não phiền. Hay là ta nín cho yên giữ luôn yên lặng an nhiên cho rồi. Thế Tôn Ngài chẳng trả lời phạm thiên đế thích vua trời tại đây. Cùng 33 trời này đồng là những bậc bằng thái trong vùng. Rủ nhau tay thỉnh lại cùng xin Ngài thuyết pháp độ chung muôn loài. Phật rằng ta sẽ xét coi đạo ta chứng được tìm toài cao siêu. Pháp màu thâm diệu tiêu diêu thầm thâm vi diệu cao siêu nhiễm màu. Khó lòng nhận thấy cao sâu chỉ ta với Phật nhiễm màu biết thôi. Cũng vì lẽ đó nên rồi ta không muốn nói lên thời hiện nay. Phạm thiên đế thích thương thay mở lời thành khẩn trình bài thiết tha. Thấy bao nhân loại ta bà lo cho thoát cảnh khó qua luân hồi. Thế Tôn tịch diệt đây rồi lấy ai giao quá đành trôi nổi chìm. Hiện thân trước Phật trang nghiêm nhiều dòng thất biến tỏ niềm quý thay. Hai ông thiên nhãn dùng ngay cố tâm quan sát nước ngay gần làng.
có tên gọi Ma Già Đà, thấy thuần ngoại đạo tu tà bấy lâu. Toàn tu tà kiếm đảo cầu, nhưng rồi có thể đổ mau quay về. Phạm thiên đế thích chẳng nề, chúng sanh từ trước đắm mê nhiễm đời. Tu theo tà đạo hiện thời, nhưng mà có thể dùng lời giáo khuyên. Kính xin ngài thuyết pháp liền, thi ân giáo qua khắp miền độ sanh. Ngài dùng mắt Phật có danh, nhìn xem tất cả chia thành làm ba. Thượng cùng trung hạ tính ra, nên ngài sinh khởi xót xa nhận lời. Hai ông thấy viết được rồi, Phật đã nhận lãnh thánh mời đã xong. Đắc thành quan hỷ trong lòng, bèn làm lễ tạ vừa mong đắc thành. Biến về thiên giới lại nhanh, địa thần thấy việc phát thanh lên trời. Như Lai hứa khả nhận lời, Phạm Dương Đế Thích đạt mời việc trên. Hư không thần biết truyền lên, địa thần báo lại việc trên tận tình. Hư không thần dối tấu trình, tấu ngài lên đến thiên đình cõi trên. A-ca-ni cha thiên rền, nhân gian thiên thượng dưới tranh hiểu rồi. Phần bắt đầu thuyết pháp, sau khi nhận lãnh thỉnh mời, Thế Tôn liền khởi để rời xứ đây. Đến Ba La nải nước này, kiều trần như nhóm ở đây năm người. Ngài xem căn khí dưỡng rồi, từ bi tế độ năm người trước tiên. Phật ngài thuyết giảng giáo khuyên, độ ngài cho biết thuận duyên tu hành. Kiều trần như lắng nghe rành, thịnh hưng năm ấm sẽ thành khổ ngay. Sinh già bệnh chết trả dài, khổ đau phiền não chúa cái đoạn trường. Nay ban pháp tỏ về nương, pháp tứ diệu để chân thường phá mê. Các ông nghe hiểu đường về, để rồi tu diệt lìa mê tận cùng. Vốn là vô thủy vô chung tích, dồn nhiều kiếp muôn trùng khó ra. Tạo nhiều tham đắm mê xa, yêu nhau ly biệt xót xa đoạn trường. Oán nhau cùng phải một đường, sống chung như vậy khó lường tánh nhau. Rồi đành chuốc lấy khổ đau, mong cầu chẳng được lại sầu đắng cay. Mất đi vinh lạc khổ đài, chúng sanh chẳng biết gốc này từ đâu. Luân hồi sanh tử lúng sâu, trầm luân bể ai khổ đau bao đời. Sắc tài danh lợi kéo lôi, thác sanh chuyển kiếp luân hồi trần gian. Rồi gây nhiều nghiệp kinh hoàng, do nhân quả nở muôn ngàn xót xa. Thực hành những chuyện đọa xa, rồi mong mua rồi muốn thiết tha lụy phiền.
tham sân bực tức liên miên, si mê dòng dục đảo điên dập dồn, làm cho đau khổ tâm hồn muôn ngàn tối lỗi bồn chôn đứng ngồi. Đắm say mê nhiễm thêm thôi, làm sao thoát khỏi nỗi trôi mỏi bề. Tu hành mới phá được mê, trở về bốn giác Bồ Đề Quang Minh. Chân như diệu pháp vô sinh này, ta thiết giảng tận tình lý sâu. Sống không tìm hiểu đạo màu, đến khi nhắm mắt còn đâu tu hành. Si mê lâm kẻ đua tranh, vinh hoa giả tạm lợi danh vô thường. Đời là giấc mộng hoàng lương, cao sang quyền quý xem thường phù dân. Người đời chẳng quan xét thân, say mê trong cảnh hỏng trần bệnh nhơ. Nghèo hèn khổ sở xa cơ, lo ăn lo mặc không giờ nào yên. Lại thêm đau ốm tật nguyền tai bay, giả gởi liên miên suốt đời. Người mai sung sướng thành thơi, cũng còn lo lắng tình đời đổi thay. Đêm ngày toàn tinh sắp bài, quên ăn bỏ ngủ đắm say hao mòn. Biết bao cực khổ lo toan, giàu sang đâu sướng hoàn toàn mà ham. Mọi người sao mới đành cam, muốn càng tưởng quấy tham lam không lường. Nuôi lòng ích kỷ vô lương, tranh nhau sát phạt trong trường lợi danh. Dứt tham mê dẫn tu hành, phá mê tỏ ngộ tình thanh trở về. Mở khai tâm trí Bồ Đề, kiều trần như hiểu hết mê tỏ tường. Mắt tai mũi lưỡi thân nương, vốn là tội ác hợp thường ở đây. Ý căn chủ chốc hẳn ngày, biết nên đoạn nó là dây buộc ràng. Chứng nên được đạo niết bàn, thuyết xong ngày thốt lời vàng gọi lên. Thiện lai tỳ kheo chánh tên, tóc râu đều rụng áo trên cũng rời. Tự nhiên biên bỏ áo đời, năm ông đều bận tức ý thời cà xa. Tướng hình nay đổi ra là xa môn, đúng thật xuất gia tu hành. Thế Tôn bảo lắng nghe rành, những điều ta nói thực hành liền ngay, sẽ đem kết quả mai sau, niết bàn an lạc cùng nhau sẽ thành. Sắc thọ tưởng thức giả hành, là không hay có ta dành ở trong. Cho có chẳng sự khổ hỡi ông, là không hay chẳng phải không tỏ tường. Là thường hay lại vô thường, năm ông nghe hỏi được tường tỏ ngay. Biết rằng Phật độ rất hay, tịnh tâm giải hết được ngay nghiệp trần. Thành A-la-hán một lần, rồi liền đáp lại từng phần hỏi trên. Sắc thọ tưởng hành thức nên, là không là khổ diệt trên buộc ràng.
vô thường bãi hoại hộp tan. Không ta chủ thể mỗi đàn tỏ thông. Địa thần biết việc đã xong phát thành báo lại hết lòng cõi trên. Cung trời đau lợi có tên, Như Lai thuyết pháp việc trên bắt đầu. Tại vườn lộc uyển chẳng lâu, Kiều Trần như nhóm ông đầu đặng mai. Được nghe chánh pháp diễn bài, thế gian tam bảo hiện nay ta bàn. Năm người đạo đức cao xa, mừng nay tam bảo hiện ra cứu đời. Thế tôn ngôi Phật bảo rồi, pháp bản tư để là thời pháp trên. Đổ đời pháp bảo dựng lên, còn ngôi tăng bảo việc trên rõ ràng. Năm ông La Hán đảo vàng, làm ngôi tăng bảo thế gian tu hành. Được ngôi tam bảo tốt lành, phước điền đệ nhất đã thành ba ngôi. Nhân gian thiên thượng đầy thời, có chung ruộng phước nay rồi để gieo. Phần Phật đổ phú lâu na, thuyền vừa tách bến nhổ neo. Phật Đà thuyết pháp vợ theo cũng vừa. Ca Tỳ La nước thuở xưa, quốc người mới cũng vừa được sinh. Người con đúng bậc thông minh, hiểu thông bộ luận rất tinh dễ đà. Tên người là Phú Lâu Na, thuộc về tông phái dòng Bà La Môn. Một ngày sinh với Thế Tôn, tánh không ham thích nhu ôm hiền hòa. Mắt mày sáng đẹp như hoa, thích cầu giải thoát xuất gia tu hành. Khi còn ít tuổi khôn lanh, xuất gia thái tử nghe danh đã rồi. Ngài kêu bè bạn hiện thời, ba mươi trong số quyết rời xuất gia. Tìm vào núi tuyết thật xa, gắn công tinh tấn tối đa tâm bền. Viết lòng tim nhiễm qua bên, chứng vào cảnh giới cõi trên tứ thiền. Ngũ thông cũng đã đạt liền, bèn dùng thiên nhãn xem miền gần bên. Thấy Ngài thuyết pháp tại trên, nơi vườn lộc quyển người lên đến cùng. Đến nơi làm lễ thưa chung, quan tâm ít kiến thưa cùng Như Lai. Từ trên núi tuyết chẳng này, anh em ba chục đến ngày hôm nay. Bái mừng ngày mới đạt ngay, lên ngồi chánh giác việc hay nhất đời. Từ bi độ chúng con rồi, xuất gia tôi học suốt đời đặng không. Phật rằng tâm nguyện đã thông, tối nay đồng ý các ông tu hành. Sau khi thọ giới pháp lành, cùng nhau xúc tiến thực hành tiến tu. Chánh tâm chánh tinh công phu, cầu ngôi vô thượng cho dù khó khăn. Giết trừ nguồn dục xin năng, hiểu thông pháp tướng các căn tỏ tường.
chứng ngay pháp tướng vô thường, đoạn ly phiền não mỗi đường vô sanh. Tu hành phạm hành trong lành, quả bao ba cõi không sanh nữa rồi. An vui giải thoát thành thời, trở thành tri đức sáng ngời hiện nay. Phúc điện trồng cây sâu dày, chúng sanh nương tựa vào đây tu hành. Tỳ khưu Phật dạy cho rành, người tài hiền biện có danh hiển hoàng. Chính là ông phu lâu na, trong hàng Phật tử đã qua hiện thời. Ông người thuyết pháp nhất thôi, đó lời Phật bảo cho đời sau hay. Phần đổ cho ông tiên, ra đời gặp Phật đặng mai, tu hành lạc nẻo biết quay trở về. Xưa kia nước A Bát Đề, một người có họ dòng về chánh nguyên, gọi là Đại Ca Chiến Biên, Bà La Môn giáo người yên đảo này. Nhà giàu tâm tiên lắm tay, đời vua nghiêm sĩ hiện nay được mời. Thái sư người giữ chức rồi, có người con thứ vui chơi hiền hòa. Tên ông là Na La Đà, hiểu thông bộ luận dễ đà trước sau. Cùng môn chú thuật thần sầu, thông minh lanh lợi hàng đầu quốc gia. Một hôm ông Na La Đà thưa cha đặng rõ ông đã tỏ thông. Trình cha thô lỗ nỗi lòng, bộ vế đà luận con thông thuộc rành. Cha truyền văn sĩ trứ dân cùng nhau họp lại biện tranh luận bàn. Xem ai người chiếm bản vàng, vui thái con trẻ đảm đang sự đời. Thương con chiều ý con chơi, thông tư văn sĩ các nơi tửu về. Ngài thi dân phải luận đề, quả nhiên giải nhất thuộc về con ông. Na La Đà đã có công, người anh trông thấy việc ông hơn mình. Đã không thấy sự thông minh, đem tâm tức dẫn nải sinh tì hiềm. Mà anh ông kim cắt để tìm, dùng mưu hãm hại đặng dìm đứa em. Quốc sư tinh ý vừa xem, phiền lòng gia đạo anh em rảy ra. Cho ông theo A Tư Đà, Quý Sơn học đạo được xá an lòng. Thời gian thâm thoát hiểu thông, được nhiều bố luận ở trong phái này. Ở đạo tiên ông cố gắng thay, tu hành gắn giỏi đắc ngay. Tứ thiền ngũ thông cũng đạt tinh chuyên. A Tư Đà chết ông liền thấy ngay. Lên làm chủ động chung đây, không tin Phật Pháp viết này. Với ông đâm tham danh lợi trong lòng, quên đi chánh niệm uổng công lắm rồi. Long Vương đang thở đương thời, thầm giao kết nghĩa vui chơi bạn gần. Nếu ai có việc chi cần, hỏi qua đáp
lại những phần chưa thông. Thì là Bắc Dũng tên ông thương và thường gọi ở trong Dũng Kề. Hai ông có bài thơ đề đến nhờ ông đắp giải về ý thơ. Ở đâu là tử tài, nhiễm trước gọi là nhiễm, nó thanh tịnh làm sao, thế nào được tên si, người si cớ sao mê, thế nào là trí nhân, hội họp sao biệt ly, gọi là hết nhân duyên. Ông không dạy nổi thơ, liền đem thơ hỏi Phật, Phật khuyên rõ ràng. Đồng thời Phật thuyết ông an thế nên cảm phục đã mang vào lòng. Như người sắp đắm sang sông cầu xin với Phật tu trong đạo lành. Xuất gia theo Phật chân thành, thiện lai Phật gọi như dành cho ông. Tỳ khưu tu hành sạch, trong theo dòng họ cũ đặt ông lại liền. Tỳ kheo đại ca chuyên viên căn lành có sẵn, chính chuyên tu trì thông minh trở lại kiến tri, quả thành chờ đợi cấp kỳ đó thôi. Nhất tâm loạn tưởng xa rời, tâm quá thanh tịnh tuyệt vời nở ngay. Việc trừ phiền não sâu dày, quả A-la-hán chứng ngay vẹn toàn. Khai thông trí huệ tình an, trần gian tình giấc đi mơ màng ngủ say. Phần gia xá được độ, cũng là vào độ dịp này có ông trưởng gia đặng mai con mình. Tên là Gia Xá thông minh giỏi tài, hùng biển người sinh đương thời. Nửa đêm thấy sáng trên trời, hào quang rực rỡ chiếu ngời thật xa. Hướng vào ánh sáng theo qua đến vườn lộc uyển thấy mà ngạc nhiên. Thế Tôn an trụ tọa thiền, giống như bức họa vị thiên giáng trần. Nhìn xem thắng diệu hơn phần, hào quang chiếu sáng nhiều tầng long lanh. 32 tướng tốt lành, 80 vẻ đẹp hiến thành ở thân. Phát xin cung kính lại gần, đầu thành đánh lễ sát chân của ngài. Kính thưa lại Đức Như Lai, con đã nhận thấy trần ai chán trường. Đời sau áo nào tham thương muôn sầu, ngàn khổ trăm đường thảm thế.
sống sao đau khổ ấy chề biết bao lo sợ không hề yên vui. Nhìn xem thấy sự bùi ngùi sống mà như vậy chốn vùi thất kinh. Xin Ngài tế độ sanh linh sống mê bể khổ ngục hình thoát ra. Phật rằng phải lắng nghe ta thiết tha chỉ rõ cao xa pháp màu phải đem chánh kiến rộng sâu mới là thấy rõ đạo màu cao siêu rồi tu trí cả huệ nhiều. Không cho dục vọng mong điều tham si để tâm vào chánh tư duy phát tâm tu học nghĩ suy tỏ tường tập cho chánh niệm thuần lương diệt trừ vọng niệm lễ thường xưa nay nói lời chân chánh hạng ngài nói năng lễ độ thân ngay đàng hoàng chớ không nói bậy nói càng nói theo nói dệt nói oan nói hành sống đời chân chính tình thanh làm điều chân chánh làm lành làm nhân làm ơn làm phước làm ân điều chi lợi ích xa thân hậu kề mạng thân chân chánh mọi bề làm ăn chất phát chân hề bất lương dự sao ăn phận thu thường chớ làm điều quấy gác lường lẫn nhau tu hành tinh tấn làm đầu siêng năng gắn học đạo màu tỏ thông cố công thành đạo thoát dòng quả đây đem lại tâm thông tỏ tường luôn luôn chánh niệm kim cương tâm thanh tán tánh tịnh về nương đạo màu mới là niệm tương cao sâu niệm gìn chân chánh làm đầu quân tu thiền na chánh định công phu để tâm suy gầm ao tù tự sanh lắng lòng định tánh diệu thanh luôn luôn quán tưởng tu hành chánh tâm mới là đạo hành cao thâm ta nay ban giảng mê lầm tránh xa nghe đây để rõ chánh tà sắc tỏ tưởng hành thức ra thế nào vô thường vô ngã là sao khổ không mê tình biết nào nói đi gia xá đáp lại cấp kỳ thế tôn con lại những gì nói ra con đã nhận thấy tinh hoa lời vàng bán giang thật là diệu minh nhân duyên phúc huệ giữ gìn nghe chuông cửa Phật tâm thanh lời vàng
phồn hoa tình giấc mơ màng rõ ra sanh tử là đường đắng cay. Đời là biển khổ trả dây, chúng sanh chìm đắm mê say muôn phần. Người đời nhân gia làm chân hàm chi, ngũ dục phụ dân bóng hình. Tâm bình chân nhạc phát sinh, tình thành mắt pháp diệu minh tỏ tường. Đặc thành la hán thánh dương, vui mừng xin Phật dẫn đường xuất gia. Phật liền thâu nhận ông ta, thuyết xong Phật bảo ông qua mấy lời. Thiện lai tỳ khưu độ đời, tóc râu đều rụng áo rời thân ông. Cà sa biên mặt vừa xong, thiền na tinh tấn dùng công tu hành. Sa môn hiện tương đã thành, phụ thân ông vội liền nhanh đi tìm. Thấy ai ông cũng cố nhìn, hỏi rằng giá xa con mình đau lai. Phật dùng thần lực rất tài, cha con không thấy được ai lúc này. Phật khuyên thân phụ ông ngay, ta nay thuyết giảng lời hay tỏ tường. Đời là bể khổ tay ương, phải tu phải học hiền lương. Mỗi bề chúng sanh vì quá tham mê, đời đời kiếp kiếp chịu bề nổi trôi. Dứt tham mê dần đây rồi, ngăn duyên mê ác hiện thời tỏ thông. Thân tâm thanh tịnh hiệp đồng, si mê phiền não thoát dòng đó ngay. Lắng nghe ta hiểu pháp này, sắc thọ tưởng hành thức hay thế nào. Vô thường vô ngã là sao, khổ không mê tỉnh vốn nào hiểu thông. Nghe xong tình ngộ an lòng, xa lìa trần câu sạch trong quay về. Phát tâm vô thượng bồ đề, Phật ngài hỏi tiếp ông về việc sao. Phật rằng ông định đi đâu, ông liền đáp lại việc sao rõ ràng. Con tìm gia xá ngỡ ngàng, Phật thui thần lực tự quan lạ lùng. Cha con hội ngộ tương phùng, Phật ngài giải bảo viên dung tỏ tường. Muốn cầu phúc báo an khương, và cho muôn kiếp sau thường đặng an. Tam quy ngũ giới đạo vàng, thọ rồi giữ lấy hoàn toàn trước sau. Con nay kính lại mong cầu, thi ân bố đức đạo màu cho con. Con nguyện tuân thủ vuông tròn, rồi xin bái tạ lo toan trở về.
năm mươi bạn cũ cận kề vội tìm giá xa hỏi về việc ông. Họ đã hoan hỷ trong lòng kinh mong với Phật xin đồng xuất gia. Phật rằng phải lắng nghe ta sắc tỏ tưởng hành thức ra thế nào vô thường vô ngã là sao. Khổ không sự đó biết nào hay chưa, nghe qua thuyết giảng cũng vừa. Ý tâm giải ngộ nghiệp xưa tiêu liền, thiện lai Phật gọi diệu quyền. Năm mươi ông ấy biến liền xa môn, các ông gìn giữ bảo tồn lời vàng thuyết giảng thế tôn chỉ bài. Quyết tâm tu học liền ngay từ ngày Phật thuyết đến đây đổ làng. Năm mươi sáu vị xuất gia chứng thành lã hán tài hoa tỏ tường. Có tài có trí đại dương lo lường tác phước an khương cho đời. Phật giao các thánh đây rồi hãy đi giao hóa độ đời chúng sinh. Hoằng khai chân đạo tâm linh thành chuông diệu pháp xương minh đạo màu. Pháp tài diệu dùng thâm sâu phổ truyền giáo lý bắt cầu độ sanh. Phần đức Phật vượt qua sông, hôm nay Phật xét tình hình. Tùy duyên quá độ của mình được xa, từ vườn lộc quyền đi ra rời thành bế tắc ngày qua sông Hằng. Vào mùa mưa lũ nước tanh sang sông trở ngại nước ngăn đôi bờ. Tới nơi ngài đứng đợi chờ bảo rằng anh lấy đò ơi tốt lòng. Đưa giùm tôi đằng sang sông lấy đò đáp lại tỏ lòng như sao. Sông sâu chẳng có làm cầu muốn qua sông nọ hãy mau trả tiền. Phật rằng tôi đã đặng yên, tôi đã trút bỏ nghiệp duyên nợ đời, với tôi tiền bạc đây thời. Xem như đất đã xoài rồi đó anh, thế nên tôi chẳng có dành. Tiền đâu để trả cho anh lấy đò tính toán so đo. Nếu ông chẳng trả tiền đò vậy thôi. Bỗng nhiên ngài thấy lưng đồi một làn chim nhạn thành thơi bay tàn. Từ nam sang bắc phương xa tất cảnh ngài đọc thiết tha thơ rằng. Nhạn kia bầy lũ vượt qua sông can chi hỏi gia với lão ông. Dương mình bay lượng
nhẹ hư không giúp cảnh trên mây xem cao thấp. Tha hồ dùng dây với non sông, ta đây cũng đủ thần thông lực dùng sức phi hành để vượt sông. Thần đến Nam Phương trên bờ đó an thiền nhập định tựa hư không. Đọc xong bài ngài giúp qua sông như đàn chim nhạn xem trong nhẹ nhàng. Lái đò thấy Phật bay sang động lòng hối hận tâm can lắm rồi. Phải chi biết thánh hiện thời cung vàng đứa độ để rồi kết duyên. Quay lơ ra đất ưu phiền, anh nằm mê mệt việc tiền ở trên. Anh bèn đem chuyện đây lên tâu cùng vua rõ việc trên tỏ tường. Tận đầu vua giải cúng dường, từ nay sách lệnh bốn phương cấp kỳ. Lại đò không lấy tiền chi, biết người tu sĩ hổ gì trước sau. Phân hàng phục rồng lừa, Phật ngài đến độ ưu lâu. Tầng loa ca diếp việc đầu hôm nay, ngài từng biết tiếng ông này thông minh định ngộ cao hay hiện từ. Tu hành cũng thuộc bậc sư, bờ Nam sông bước từ từ đến nơi. Kim mô khuất dạng chân trời gặp ông ngài hỏi mấy lời như sao. Đến đây trời tối đã lâu, xin ngài ngủ trọ hang sâu tạm dùng. Kính thưa nhân giả hải hùng, trong hang rồng độc quá hung hại người. Rằng không nghĩ được đây rồi, sẽ nguy tính mạng cho người tiếc thay. Phật rằng rồng độc việc đây với tôi vô hại, việc này đã an. Nghe qua ca diếp phản nàng, nếu như nhân giả thấy an xin tùy. Phật vào hang đã liền khi, ngồi trên hòn đá thực thi pháp làng. Tam mũi phụ nhập kiết già, nửa đêm rồng độc lại phà khói ra. Khỏi rồng phu kính Phật Đà Thế Tôn, liền phong khói ra ác rồng. Rồng liền sân nộ bên trong, phóng hỏa đốt Phật trong lòng hang sâu. Phật liền phóng lửa nhiễm màu, lửa hòa dữ dội hang sâu cháy bùng. Chiều xa như đám cháy rừng, ca diếp trở lại lửa bừng thất kinh. Ông bèn xem xét tình hình, nhân giả chẳng chịu nghe mình tỏ phân. Chắc
là bị hại bất thần, Sa môn tôn quý khổ thân nghiệp đời. Ông sai đệ tử kịp thời nước máu dập tắt lửa nơi hang rồng, nhưng rồi cũng chỉ thất công. Lửa càng cháy dữ chẳng mong cứu người, lửa kia tăng cháy gấp mười. Chẳng ai chữa được thôi rồi bỏ qua. Rồng đà quy phục Thích Ca Thế Tôn, ngài bắt bỏ là bắt ngay. Tam quy cho thọ hôm nay, rồng đà chịu phép nằm ngay bát rồi. Bình minh hé rạng chân trời, từ trong hang bước ra rời khỏi hang. Thầy trò ca diếp thở than, rủ nhau xúm lại hỏi hang tỏ tường. Lửa đã cháy dữ vô phương, chúng tôi cứ tưởng lễ thường thành than. Thật ngài phép tắc muôn ngàn, xin cho được biết phép hàng rồng hung. Phật rằng tâm định viên dung, với tâm thanh tịnh đại hùng đại bi. Dù cho có ác liệt gì, cũng không hại nổi tôi vì tình thôi. Nhưng tôi đã bắt rồng rồi, các ông xem thấy nằm nơi bát này. Nhẹ nhàng dở bát ra ngay, xem qua hàng phục rồng hay của ngài. Và trong lửa đỏ thật tài, không hề bị cháy xây xài chút chi. Thầy trò ca diếp liền khi lắc đầu, lẽ lưỡi việc ni khó làm. Phần rẽ nước qua sông, ngài lần bước đến phương Nam. Núi sông ẩn hiện khói lam tỏa mờ, nhìn xem phong cảnh nên thơ, nhưng lòng người lại mê mờ khắp nơi. Dòng sông trước mặt đây rồi, sông sau cuồn cuộn cuốn trôi lẻ liền. Sông sâu rộng ni liên thiền, ghe đò không có qua miền sang sông. Ngài dùng dung lực thần thông, làm cho nước đứng lại sông tỉnh rồi. Và làm rẽ nước ra đôi, để đi vào giữa đặng rồi mới sang. Thấy đây ca diếp bản hoàng, sợ ngài ngập nước khó sang sông liền. Ông kêu đệ tử phóng thuyền, định tâm sẽ vớt ngay liền nếu trôi. Thuyền vừa tách bến ra nơi, nhưng sao lại thấy đứng chơi trên thuyền. Thần thông dũng thế liền liền biết, ngài đầy đủ an viên mọi đàn. Hơn mình gấp triệu gấp ngàn, nên ông kính phục vô vàn mến thay.
cúi đầu làm lễ liền ngay, xin ngài tu học làm thầy Sa Môn Phật. Rằng ông muốn vinh tôn, tôi làm thầy dạy các môn trên trời. Ông còn đệ tử đây rồi, rằng ông phải nói cho thời họ thông, rồi xem họ quan tâm không. Bởi vì ông bực lão ông am tường, hiện nay trong nước kính nhường đem lòng kính phục khác thường bấy lâu. Theo lời Phật dạy trước sau, ông bèn kêu gọi những câu chí tình. Các ông nên biết việc mình, Phật ngài đúng bậc cao minh độ đời, cao siêu quyền pháp tuyệt vời, chỉ đường giải thoát đến nơi niết bàn. Mắt tôi được thấy rõ ràng, tai tôi nghe rõ muôn ngàn tiếng khen. Ý tôi phân tích lắm phen, giờ đây tôi muốn có đèn xoay đi. Theo ngài dẫn lối tu trì, giờ nên thọ giới thực thi đúng đường. Sa Môn nhập đạo về nương, các ông đồng ý con đường tôi không? Theo làm đệ tử ở trong đạo lành của Phật mà mong sửa mình, chúng con quyết giả đồng tình tuân lời thầy dạy của mình hôm nay. Thầy trò dứt hết đồ ngay, bàn thờ thần quả xuống đầy dưới sông, kéo nhau trước Phật một lòng đầu thành đánh lễ vừa xong. Thưa ngài, kính thưa lại Đức Như Lai, trăm năm trăm đệ tử đến ngài với con, xin theo tôi học vuông tròn, mong ngài tế độ chúng con được phần. Sa Môn Thích Tử con gần cuối, xin nhiếp hộ con cần lắm thay. Phật rằng thiện lai đúng đây, tóc râu đều rụng áo thay đổi liền. Để rồi tất cả quần nguyên Sa Môn biến hiện toại nguyện thánh cao. Chưa hề có giáo phái nào mà người ngoại đạo xin vào quy y. Pháp Môn Phật độ tinh vi, đưa người lạc nẻo đường đi trở về. Nhờ đây ngoại đạo lìa mây, phục hàng lý tục quy về đất rất đông. Phật tâm bình đẳng tương đồng, oan thân dung hợp sống trong một nhà. Ai người mộ đạo tại gia, Phật nguyện độ hết ta bà thế gian. Tỏ thông chân ánh đạo vàng, xem trong muôn loại ngang hàng với nhau. Không phân quyền tước nghèo giàu, ví như nước ở suối bầu rạch sông.
theo dòng lớn nhỏ chẳng đồng đổ về bên cả mênh mông hòa mình. Phần hai em cùng theo Phật Ca Diếp nay gặp cứu tinh, hai em chẳng hiểu hiện tình tu sao. Na đề em đã thế nào, kiệt gì em phải tu sao đúng đường. Dựng lên lều có để nương, bờ sông hai bên trên đường lại qua. Chợt nhìn dòng nước trôi ra, thấy đầu thần quả từ xa trôi về. 500 đồ đệ nương kề, hai ông bèn tin việc về đó ngay. Cùng đồ ám hại chi đây, đánh xong rồi dứt vật này xuống sông. Bâng khuâng nghĩ ngợi trong lòng, để tâm quyết định ngược sông lên tìm. Bội hồi xúc đồng trong tim, thầy trò vội bước mau tìm đến nơi. Thấy anh theo Phật đây rồi, hai ông bèn hỏi việc thời cơ sao. Anh nay tuổi lớn biết bao, 120 tuổi cao trên đời. Cao siêu trí tuệ tuyệt vời, vua quan dân chúng hiện thời kính anh. Anh như là hang đã thành, tại sao lại bỏ nghiệp danh của nhà. Học cùng Phạm Chí Tài Ba Sa Môn, theo học vào nhà Như Lai. Phật trời ai lớn hơn ai, đạo Phật trên hết có sai không nào. Xin anh cho biết vì sao, ôn tồn cả Diếp đổi trao lắc đầu. Đạo Phật tôn kính đã lâu, pháp cao vô thượng nghĩa sâu nhiệm màu. Anh tuy học rộng thuộc lào, nhưng mà thế pháp chẳng sâu chẳng bằng. Không sao đắc đạo điều căn, thần thông trí huệ Phật hoằng pháp vương. Pháp sâu thanh tịnh đại dương, từ bi vô cực ám tường biển khơi. Ngài đem ba việc độ đời, để Ngài giáo hóa người trời hiện nay. Đạo định thần túc cao hay, tự nhiên biến hóa làm ngay nếu dùng. Trí huệ hiểu biết tận cùng, biết ngay bản ý của chúng từng người. Ông thầy chữa bệnh tuyệt vời, tùy theo căn bệnh của người rồi cho. Chúng sanh vì thế khỏi dò, lên bờ giải thoát độ cho biết đường. Vừa hay sự thật rõ ràng, được anh phân tỏ muôn ngàn tiếng hay. Phát tâm cung kính bậc thầy, đến ngay Đức Phật chắp tay thưa Ngài. Kính thưa lại Đức Như Lai, từ bi hoan hỷ việc sai đã rồi.
xin Ngài xá tội cho lời 500 đệ tử với thời hai con. Một lòng thành kính sách son, xin Ngài tế độ cho tròn trước sau. Sa môn tu đạo nhiệm màu, về theo tu học với nhau đạo Ngài. Phật rằng quy quá lắm thay, tỳ khưu thông đạt đến đây vẹn toàn. Là thay Ngài gọi tình an, tóc râu đều rụng áo vàng mặt ngay. Cà sa biên đổi vừa thay, trí tâm khai ngộ chứng ngay quá liền. Đất ngôi là hắn diệu quyền, có duyên Phật độ toại nguyện biết bao. Lại thêm một số cộng vào, 1.300 vị tại cao đất thành. Phần bỏ tà quy chánh, từ đây ca diếp gặp lành, con người cháu ngoại khôn lanh quê nhà. Tên kêu ưu bà tư na, loa kê phạm chỉ dòng đà từ đây. Tu hành chăm chỉ lâu nay, chánh tà chưa rõ thương thay cho đời. Đạo tiên tu học đã rồi, A tu la núi ngủ thời nhiều năm. Với cùng đồ đệ 250, đệ tử sơn lâm tu cùng. Vừa rồi ông được tinh chung, ba cầu theo Phật ung dung mỗi đàn. Ông liền suy nghĩ hân hoan, làm thơ để tỏ rõ ràng quan tâm. Cầu ta thờ lửa luôn trăm năm, khổ hạnh cũng chỉ mất công không. Ngày nay dứt bỏ không nhìn ngó, khác gì loài rắn trúc xác mo. Ông liền lớn tiếng gọi to, anh em xin hãy nghe cho rõ ràng. Hôm nay tôi biết đạo vàng đó là đức Phật Ngài đang độ đời. Bây giờ tôi muốn đến nơi, xin tu phạm hạnh xa rời chốn đây. Chúng con quyết giả theo Thầy, quy y với Phật vui vầy thiết tha. Thầy trò cất bước đi ra, tới nơi xin Phật xuất gia tu hành. Cúi đầu làm lễ khai danh, ông bèn thưa thỉnh chân thành như sau. Con vừa biết được chưa lâu, ba cậu con đã cùng nhau trở về. Quy tâm hướng đạo Bồ Đề, chúng con nay cũng trở về quy y. Xin Ngài nhập đạo tu trì, xuất gia phạm hạnh từ bi của Ngài. Phật rằng việc đó chẳng sai, bỏ ngay áo bần da nay hiện tiền.
Độ thờ thần quá trước tiên, theo lời Phật dạy họ liền về ngay. Áo mang cởi bỏ nơi này, đồ thờ thần quả bỏ đầy xuống sông. Việc xong hoan hỷ trong lòng, đến xin với Phật tu trong đạo vàng. Từ bi Phật nhận lẽ làng, ngã sau ngày thuyết pháp đổ vàng về nương. Phật rằng pháp giới vô thường, muốn tu thoát khỏi con đường tử sanh. Dứt tham mê chấp ngọn ngành, xả mê tỏ ngộ tâm thanh nhẹ nhàng. Giáo tà tu lạc khó an, làm sao tránh khỏi con đàn tử sanh. Muốn cho thoát cảnh vô minh, hãy nương tư để vô sanh thoát trần. Đó là diệu pháp chánh chân, thoát dòng quyến quá cõi trần tham thương. Chỉ cho đúng lối đúng đường, thuyết cho rành rẽ âm tường trước sau. Thần thông thị hiện nhiễm màu, quan tâm tôi học chẳng lâu đã thành. Dứt đi lậu nghiệp ngọn ngành, vô vi pháp đạt đắc thành tình an. Một hôm Phật họp đạo tràng, tỳ khưu trước Phật diễn đàn phán ngay. Mấy trăm dòng phạm chí này, được thành La Hán cao hay tuyệt vời. Đứng đầu Phật tự hiện thời, Phật khen tối thượng bao lời thâm sâu. Tôi tôn tôi thắng nhiệm màu, luôn luôn thường được theo hầu Như Lai. Phần trúc viên tịnh xa, nắng mai vừa rọi chân đài. Trời xanh núi thẳm trái dài chân mây, trên đường đi đến xứ này. Là thành dương xá cỏ cây xanh màu, xa xa Đức Phật đi đầu. Anh em ca diếp đi sao với cùng, một ngàn tỳ kheo đi chung. Nối dài tiếng bước về cung điện toàn, nhà vua Tần Bà Xa La cùng nhiều quan khách đã ra đón chào. Thánh tăng cùng Phật đi vào hoàng cung, thuyết pháp độ bao nhiêu người. Chuyện mê khai ngộ cho đời, bình tâm lãnh hội để rồi tình thanh. Thế Tôn khuyến dạy tu hành, bỏ lòng đố kỵ tranh giành xưa nay. Cảnh đời luân chuyển đổi thay, sớm còn tôi mất quá ngay chẳng ngừng. Có thân tội khổ như rừng, người đời cam chịu chưa từng được yên. Oh.
đói no ốm lành ưu phiền, vì danh vì lợi vì tiền gây ra. Người sanh trong cõi ta bà trầm luân khổ hai, xót xa trong vòng rằng ai muốn khỏi lòng đông ác duyên chớ tạo gieo trong thiện căn. Đừng cho tâm nhiễm bụi trần chuyên tu phước huệ hiểu nhân vẹn toàn. Nào phiền tử khắc tiêu tan qua cầu sanh tử an nhàn vui tươi. Sống đời đâu đặng mây mươi, nhà vua nên biết thân người do đâu. Nương nơi ngủ âm bắt cầu thức, làm căn bản ngõ hầu sanh ra. Nhân thức sanh ý căn mà ý căn sinh sắc thân ra để thành. Thời gian biến chuyển qua nhanh, sắc thân sanh diệt đành rành hiểu đây. Hẳn không định chủ việc này, quán thân như thế biết ngay vô thường. Quan tâm không chấp về nương, thời hay lìa được chấp thường thân ta. Rồi lìa của cái ta ra, sắc sinh đau khổ xót xa muôn đời. Sắc diệt sầu khổ diệt rồi, nếu ai hay tắt quán thời rõ ngay. Niết bàn giải thoát cao hay, thể tôn thuyết giảng hay thái tuyệt vời. Vua quan dân chúng hiện thời, pháp nhãn thanh tịnh sáng ngời đằng an. Nhà vua bạch Phật mỗi đàn, bắt đầu con sẽ đảm đang chí thành. Xin dân bôn môn cũng chung dành, thuốc men cơm áo ăn lành trợ duyên. Dượng mùng chiêu gối đồ riêng, cúng vàng tăng Phật kết duyên đậm đà. Kinh xin ngài ngữ ở xa, kinh thành náo nhiệt bốn ba rộn ràng. Tình yên giường trúc thư nhàn, cách đây chỉ một bước đang mà thôi. Phật rằng thuận tiện lắm rồi, phúc này vô lượng muôn đời đến ông. Vua cho người khởi luôn công, lập tinh xá đẹp ở trong vườn này. Lâu đài tươm tất khởi xây, tăng phòng rộng rãi vườn cây xanh màu. Trúc viên tịnh xá làm đầu khách thành, làm lễ thỉnh cầu Thế Tôn. Phật về tuyên diện pháp môn, biểu dương chân lý trường tồn diệu minh. Vua quan dân chúng hoan nghênh, Phật về thuyết pháp độ sinh tu hành. Hôm nay rước Phật khánh thành, đàn ca sáo nhạc âm thanh rộn ràng. Gái trai già trẻ đẩy đàn kéo về, tỉnh xá đạo tràng hăng say.
Bình Giang vua lại cầm tay, nước hương thơm ngát đựng đầy bên trong. Dâng lên Đức Phật tỏ lòng hương hoa, như núi người đông muôn ngàn. Trong ngoài cờ phướng nghiêm trang, tràn phán bao cái lòng vàng lưới châu. Trầm hương bay tỏa ngang đầu, tung hoa thơm ngát trước sau tỏ lòng. Thành tâm tha thiết góp công, vua liền phát biểu rất mong lễ này. Kinh dân vườn trúc hôm nay, xin ngài cùng thánh tăng đây trọn dùng. Từ bi thương xót cho cùng, cung dường ngài nhẫn để dùng đổ sanh. Thầy vua lòng thiện tâm lành, thế tôn quan hỷ nhận nhanh thỉnh cầu. Tình tâm chú miệng đạo màu cát, vua tất cả từ lâu trên đời. Ông người may mắn nhất thôi, được làm chùa trước xong rồi cúng dân. Vua này trước nhất đặng phần tăng và lam, đó cúng dân đủ đầy. Hôm nay Phật ngự về đây, cả thành mừng rỡ ngày ngày viếng thăm. Thế tôn ngự đó ba năm, giáo truyền thâm nhập huệ tâm sâu dày. Phần cung áo dân Phật đương thời vương xã thành này, hiện nay Đức Phật chỉ bài độ sanh. Trong khu rừng trúc tươi xanh, tỳ kheo trú tình tôi hành xuất gia. Nhà vua tần bà xa la, trăm ngàn dân chúng thiết tha theo hầu. Là người thấu hiểu đạo sâu, tỏ lòng ơn Phật nhiễm màu độ sanh. Muốn mong cũng Phật nhiệt tình, muốn dân chúng biết gia đình giàu sang. Sống đời sung túc thế gian, muốn thiên hạ rõ Phật đang ra đời. Nên vua cầu Phật thỉnh mời, ngài cùng giáo hội đến nơi cung đình. Chúng vui dự yến thâm tình, cùng chung gia quyến của mình nổi danh. Vua truyền dân chúng trong thành, các quan chức việc đua tranh cúng dường. Đèn hoa phân sáp trầm hương, thượng cờ treo phương khác thường nghiêm trang. Khắp thành vương xá huy hoàng, trải dài trên lối Phật đang đến chào. Đường đi trải thảm rước vào, nhà nhà lỗ việc quan trào để tâm. Khắp nơi sông đốt hương trầm, rải qua theo bước quan lâm Phật đà. Chính vua tần bà xa la, ngự cầm cây lòng tính ra trăm kèo. Để dùng cho Phật bước theo các
quán cầm lòng tỳ kheo theo hầu. Tỳ kheo ngàn vị theo sau, từ nơi rừng trúc bắt đầu tại đây. Đến thành Dương xa nơi đây, bây giờ Đức Phật khai bài độ sanh. Là người thống trị lấy mình, có người thống trị nghiêm minh theo hầu. Thế Tôn yên tịnh đạo màu, có người yên tịnh theo hầu một bên. Ngày tu giải thoát tạo nên, có người giải thoát kính trên theo hầu. Ngài khuyên lên chung bấy lâu, có người khuyên nhủ theo hầu trợ duyên. Ngài người khiêm nhượng diệu hiền, có người khiêm nhượng nhân thiên theo hầu. Ngài là La Hán thâm sâu, có chữ La Hán theo hầu tỏ thông. Ngài lìa tình dục trong lòng, có người dứt dục sáng trong theo hầu. Ngài sinh phúc tướng ngọc châu, có người đẹp đẽ theo hầu. Vậy quanh ví như bò chúa hiền lành, có đàn bò nhỏ chạy quanh theo hầu. Như con tượng lên núi sâu, có bầy tượng nhỏ theo hầu kính cung. Như con ngọng chúa hoài hùng, có đàn ngọng quý theo chung bên hầu. Như vua chim lớn bay đầu, có bầy chim nhỏ theo sao vui vầy. Bà La Môn giáo một thầy, có đoàn đệ tử người đấy theo cùng. Vì như một vị anh hùng, có nhiều võ sĩ tận trung theo hầu. Như người buông chủ đã lâu, có đoàn thương khách theo hầu phồn vinh. Như người chức việc triều đình, bọn người chức việc an ninh theo hầu. Như nhà vua lớn sang vào, triều thần đông đảo theo hầu mến thương. Như vua chuyển luân thánh vương, ngàn tiên ủng hộ hiền lương theo hầu. Như trăng trong sáng đêm thâu, có nhiều tình tu bắt cây cầu không gian. Mặt trời chiếu sáng huy hoàng, trăm ngàn dần lửa hào quang theo hầu. Vị thần tiên lớn đứng đầu, nhiều thần âm nhạc cùng nhau theo ngài. Vua thần anh dũng đức tài, cứu bàn trà bọn thần đây theo ngài. Long Vương am hiểu pháp màu, có chữ Long vĩ theo hầu thiết tha. Vua loài ngã quỷ dạ xoa, dạ xoa một bọn lâu la theo hầu. A Tu La vị thần đầu, có thần nông dẫn theo hầu sân si. Như vua đế thích tiên tri, chư thiên đạo lợi chúng đi theo hầu.
Phàm thiên vua cõi bấy lâu, chư thiên cõi phàm theo hầu một bên. Thế Tôn là đấng bề trên, tràn trề biển cả tạo nên chính mình. Vượt trên tất cả chúng sinh, hoàn toàn giải thoát viên minh đạo lành. Quay nghi thanh thản vào thành, Quan Lâm Vương xá độ sanh đạo vàng. Từ bi độ chúng thế gian, quay xe chánh pháp đạo vàng. Tình thanh đặt chân lên gạch cửa thành, tự nhiên quả đất hiền lành rền vang. Chúng rinh sao cách rõ ràng, vào thành linh nghiệm ngài ban cho đời. Quay thần quyền diệu khắp nơi, vật gì nhỏ nhẹ hiện thời rộng ra. Vật chi thấp nhỏ lụng xà, trở thành cao lớn hiện ra lạ lùng. Voi rền ngựa hí không ngưng, đồ dùng âm nhạc trong vùng tự nhiên. Không ai điều khiển hiện tiền, vang lên khúc nhạc triền miên nhịp nhàng. Kẻ mù được thấy thế gian, người câm nói tiếng rõ ràng lạ thay. Những người bị điếc bao ngày nay, đã nghe rõ lành thay ân ngài. Những người tàn tật nạn tay, trở nên lành mạnh hình hài đẹp xinh. Kẻ sai tình mình thình lình, những ai phạm độc hiển tinh khỏi ngay. Kẻ thù đối nghịch xưa rài, trở nên bầu bạn mến thái nhu hòa. Mấy cô sanh đẻ khó ra, dễ dàng ở cử thoát qua sanh liền. Mẹ tròn con trẻ bình yên, những người tù tội nay liền thả ra. Những ai nghèo khó bôn ba, gặp ngay vàng bạc ngọc ngà giàu sang. Chư thần tiên thánh không gian, mưa ngày một trận ngập tràn bông hoa. Từ trên thiên giới chan hòa, chư thiên quang hỷ hiện ra đầy trời. Quay thần của Phật biển khơi, ngài vào cung diện đổ đời thiết tha. Nhà vua tần bà sa la, đứng nơi ngạch cửa bước ra đón chào. Hân hoan vui vẻ ngọt ngào, tay bưng bồn nước ướp bao chiên đàn. Hương thơm thượng hạng thế gian, chiên đàn hương quý ngài đang đem dùng. Tỏ lòng trọng Phật kính tăng, tỳ khéo giáo hội vô cùng biết bao. Chính tay vua đã ngọt ngào, rửa chân đức Phật rước vào trong cung. Tỳ kheo giáo hội chung cùng, thật là tôn trọng kinh cung mày tỏ lòng.
tỳ kheo cùng Phật tòa xong nhà vua thiết đại hiệp đồng lo toan. Món ăn trăm thứ lo tròn nơi hoàn toàn tinh khiết vật ngon nhất trần. Các ngày no bụng bao thân cà sa dân cung thêm phần áo sang. Ca si lụa tốt mịn màng loại này thượng hạng thế gian khó tầm. Thế đây dân chung dứt lầm kinh xin ứng chịu gieo mầm xuất gia. Hoan nghênh tăng pháp Phật Đà phát tâm tu học thiết tha đạo vàng. Tỳ kheo có vị nghi nan bạch cùng đức Phật hỏi hang tỏ tường. Kính thưa Đức Phật Ngài thương từ bi giải rõ tận tường chỗ nghi. Nại sanh cội phúc do vì Ngài cùng giáo hội phúc chi đặng dày. Kinh cung phụng cúng hôm nay thật là trọng thể xin Thầy dạy cho. Tỳ kheo chứ vì nguyên do duyên lành nãy có đã lo nhiều đời. Thuở xưa quá khứ xa vời trong thời có Phật ra đời độ sanh. Độ cho dân chúng tu hành tu bồi thiện nghiệp lợi sanh muôn nhà. Hiểu xưng sơ mắng ca ra Ngài đi tư xử trải qua khắp cùng ra tay tới độ muôn trùng. Chúng sanh giải thoát viên dung đạo lành sau ngày ngữ đến một thành vua trong thành nay nổi danh hiền hoàng. Danh kêu thuở ấy đã qua xa tri gia hiệu xưng đà bấy lâu. Tôn vương thọ lễ nguyện cầu trị vì thiên hạ dài lâu miên trường. Được tin đức Phật Hoằng Dương trải qua tư xứ trên đường đến nơi. Nay Ngài ngự lại đây rồi nhà vua hoan hỷ thỉnh mời về kinh. Vua vàng xa gia cùng nghinh đến nơi Phật ngự nước mình Hoằng Dương. Nhà vua lại Phật kính nhường ngồi xa cách Phật thánh vương nhiệm màu. Thấy vua làm lễ thỉnh cầu vua đà an tỏa đạo màu Phật ban. Thế tôn thuyết pháp đạo vàng vua nghe tâm phát tình an bồ đề. Nhờ nghe đạo pháp dứt mê nhà vua hoan hỷ mời về hoàng cung. Cấp chu ăn uống đồ dùng linh đình trong hậu cho chung giáo đoàn. Cung dường lên Phật quý sang cà sa đáng giá trăm ngàn lớn lao. Nhưng gieo quả kết ra vào mất đi đâu được thường khao rõ ràng.
Đến khi Phật nhập niết bàn, nhà vua xây cất huy hoàng tháp cao. Trang hoàng cảnh trí lớn lao, thêm nhiều tháp phụ thấp cao trong vùng. Nhìn xem đẹp mắt trí vô cùng, một gió tuần cảnh đó chung mỗi chiều. Quy nghi sừng sừng tiêu diêu, trong thờ xá lợi cao siêu để đời. Tỳ kheo chư vị thân ơi, các người nghe chuyện hiện thời nghĩ sao? Ông vua thuở ấy đây nào, tiền thân ta đó biết bao cúng dường. Trọng tôn chư Phật về nương trại, qua lưu chuyện ta thường đặng an. Lấy làm thơ thới an nhàn, cũng nhờ phúc quả hiện đang gieo trồng. Nhân duyên quả nối phúc đông, ngày nay quyền diệu xoay vòng lại ta. Nhà vua Tần Bà Sa La, cúng dường tôn trọng lại ta như vậy. Các người khá biết điều đây, hãy nghe khuyến giải lời thầy nhớ ghi. Cung dường tan thắng hộ trì, trọng tôn chư Phật từ bi độ đời. Thuyết xong bố thí hiện thời, tỳ kheo an lạc thanh thơi tu hành. Phần rắn hổ mang, lúc này Phật ngự gần thành, có tên Dương Xa nổi danh đang thời. Trong khu rừng trúc tại nơi, tỳ kheo trú tịnh xa đời xuất gia. Tại thành Dương Xá Nguy Nga, ném về phía bắc xế qua cửa thành. Có người trưởng giả nổi danh, của tiền phu xá lợi sanh hẳn ngày. Lầm kho ruộng đất vườn cây, rất nhiều của cải hiện nay sang giàu. Sông người bọn phèn lũng sâu, thảm lam rít rống làm giàu bo bo. Giữ gìn chặt chĩa mãi lo, suốt đời chẳng thi chẳng cho ai dùng. Vật đồ hư thải giải tung, lấy đem cho quả người dùng chẳng cho. Xin ăn bần khổ đói no, bà la môn giáo chăm lo tu hành. Sa môn tu sĩ thiện lành, người nãy thấy ghét chẳng dành đặc ân. Đồng vàng chất mót khổ thân, chôn trong giường nó có phần lớn ra. Thời gian tuổi đã xế tà, sống tâm trí nó thiết tha bạc tiền. Quá ư bọn sẹn giữ nguyên, đến khi người chết tâm điền còn ghi. Sau khi người thác tức thì làm sanh làm rắn độc mê si hầm vàng. Đó là con rắn hổ mang, có nhiều nọc độc sẵn sàng phun ra. Nếu ai vô phúc là cà, đến gần nơi nó phun ra chết liền. Thank you.
Nhiều người đã chết vô duyên lạc vào vượng ấy lụy phiền bỏ thân. Tiếng đồn trong khắp nhân dân nơi thành vương xa dần dần lan ra. Ai vào vườn đó phiền hà hổ mang thấy được cắn là chết ngay. Nhân dân lo sợ đêm ngày lên vua trình báo rắn nai hại đời. Bởi lòng độc ác chẳng lời chết sanh rắn độc hiện thời đọa xa. Nhà vua tận bà xa la nghĩ suy con rắn thật là đáng chê. Giết người độc ác gồm ghê càng sâu càng lỗi biển mê càng lầy. Biết sao để lúc chân này tội kia đã tạo nghiệp này ai mang. Khổ đời dân chung thế gian ai người thấu phục hậu mang cứu đời. Quả chân có Phật mà thôi nhà vua quan chức đã rời đế kinh. Thân hành gặp Phật độ sinh đến nơi lễ Phật cầu xin với Ngài. Kính thưa lại Đức Như Lai nhờ Ngài thôi phục nạn tai dân tình. Vốn là con rắn súc sinh có nhiều nọc độc trong mình hại dân. Thưa xong vua đến bên gần ngồi nghe Đức Phật chánh chân độ đời. Thấy vua an tỏa xong rồi Thế Tôn miên lặng nhận lời cầu xin. Phật liền giảng pháp cao minh khiến vua hoan hỷ hết mình tu thân. Như trăng sáng tỏ dương trần tỏ thông giao lý tinh thần đặng an. Phật rằng người cõi thế gian tâm hay mê đắm bạc vàng bao châu. Nên thường mang phải lụy sầu bao nhiêu chẳng đủ còn đâu tu hành. Cái thân dung thật giả danh hộp tan tan hộp cam đành chịu riêng. Tham danh tham lợi tham tiền chỉ thêm chút lấy ưu phiền khổ đau. Tự mình buộc lấy mai sao nào ai cột cối chi đâu với mình. Sống đời bố thí độ sinh làm nhiều phước thiện cho mình mai sau. Sanh đâu cũng được sang vào tu hành thánh tịnh thì mau hóa thành. Tham lam bọn xen lợi danh nay làm rắn hổ súc sanh khổ đời. Lòng tham cũng vẫn chưa ngơi, khư khư giữ lấy chịu đời súc sinh. Cuộc đời như thể tôm kinh thế gian đâu biết ta nhìn thấy ra. Nhà vua tận bà xa la lại chào Đức Phật lui ra trở về. Nhờ nghe pháp Phật lìa mê mở mang trí huệ Bồ Đề tỏ thông. Ngày mai rạng sáng hừng đông Thế Tôn thức dậy dần hồng bình minh.
bát ôm khát ngáo lên mình, ngài liền đến độ súc sinh nơi vườn. Từ bi cứu khổ tình thương, hào quang phong sáng trong vườn chói chang. Vườn cây ưng đẹp màu vàng sáng, hơn gấp bội ánh quang mặt trời. Phong thêm ánh sáng thành thời, tới ai thơ thai thương đời từ bi. Trở nên vui vẻ diệu kỳ, là tay rắn độc nghĩ suy hiện tình. Nhìn qua ngó lại quanh mình, cái gì sáng quá diệu linh lạ lùng, người nào sức mạnh viên dung. Làm tôi thơ thái vô cùng tâm can, bỗng nhiên thấy Phật rõ ràng. Bầm hai tướng tốt hào quang sáng ngời, tám mươi vẻ đẹp tuyệt vời, như hòn núi báu rạng ngời đồng lai. Lịch sinh đủ cách phô bày, nhìn ngài quan hỷ tâm nay trở hiền. Khoan thai khoái lạc tâm điền, Thế Tôn đã thấy ngài liền thực thi. Từ bi độ pháp tu trì chỉ đường căn mạng nó khi trước này. Thế Tôn phán dạy liền ngay, trước kia ngươi đã vui vầy thế gian. Gia đình sung túc giàu sang, tham mê thâu trữ bạc vàng đầy kho. Suốt đời keo sẻn bo bo, cô mong cất giữ chẳng cho ai dùng. Ngày nay đọa lạc khốn cùng, làm thân rắn độc bảo hung giữ gìn. Nay ngươi hãy phát lòng tin, sanh lòng thành thiện của mình nghĩ suy. Thực hành đối với ta đi, thoát lòng triều mến mê si hầm vàng. Nếu không chừng thác họa mang, lạc vào địa ngục trần gian khổ sầu. Răng nghe cảm động cúi đầu, biết mình đời trước sang giàu chẳng lo. Của tiền keo sẻn bo bo, giữ gìn thâu trữ chẳng cho ai dùng. Bây giờ thân rắn lại hung khóc, ròng thảm thiết vô cùng khổ thân. Dịp này Đức Phật đến gần, sướng lên câu kệ an thân giải đời. Ngươi nay trót đã đọa rồi, sanh vào bụng thú hiển.